Ok, à xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VNY Stock ha. Thì kênh của em hỗ trợ những chị nhà đầu tư về chứng khoán. Thì hôm nay cũng là một ngày thứ hai đó anh chị, đó, một ngày đầu tuần. Thì em cũng tranh thủ sau một cái phiên giao dịch ấy, thì em cũng lên em làm một cái video luôn ha. Để chúng ta làm gì? À, em cũng muốn lên đây cho nó sớm để em chia vui với anh chị mình. Tại vì phiên ngày hôm nay là một phiên giao dịch phải nói là rất tốt. Có một ngày đầu tuần của thị trường chung ha đấy, và có rất nhiều mã cổ phiếu nó mang về được những biên độ lợi nhuận rất lớn trong phiên vận động ngày hôm nay ha. Và đặc biệt là trong chiều hôm nay thì sàn hô nó bị ngãn lệnh cũng sớm, cho nên là em cũng có một cái khoảng thời gian rảnh để em gọi phân tích lại thị trường để mình lên mình làm cái video sớm hơn ha đấy, để cho anh chị mình cũng xem sớm à, mình chia vui ha đấy. Thì hiện tại nhìn thấy là thị trường chạy nước rút, chạy nước rút đó chính là cái giai đoạn hiện tại của VN-Index đúng không đó. Thì hôm nay tiếp tục là một cái phiên tăng bao nhiêu anh chị, tăng 7 điểm của thị trường chung ha, đó tăng 7.59 điểm. Tuy thị trường hôm nay tăng chỉ có 7.59 điểm nhưng cái bản chất bên trong có rất nhiều mã cổ phiếu nó có những cái biên độ nó tăng giá trần à, những cái tài khoản nhà đầu tư mình lãi 7-10% trong phiên ngày hôm nay là rất nhiều anh chị ha. Những cổ phiếu nào? BVS đúng không? BVS là cổ phiếu mà em đã phân tích với chị mình rất nhiều. Và những cái cơ hội nào cho cái dòng dầu khí, những cái yếu tố nào để cho cái sóng dòng dầu khí là cái dòng mà chị sẽ lưu ý cho một cái giai đoạn tiếp theo đó. Thì mình chỉ biết là mặt bằng chung của dòng ngân hàng bây giờ thì nó không có còn điểm mua à, cho nên đối với những chị nào đang cầm tiền thì những cái video hiện tại của em sẽ hướng tới những anh chị nào mình chưa tham gia được vào thị trường mà mình đang cầm phải những lượng cổ phiếu có những lượng tiền thì mình sẽ nên làm gì, mua cổ phiếu nào đó. Chứ còn những anh chị nào mình đã theo dõi của em 1 đến 2 tháng trước thì em và anh chị mình cũng đã cùng nhau tham gia quá tốt vào những dòng cổ phiếu dòng ngân hàng đúng không, FTP à, MVB, Techcombank đó. Thì hầu như đây cũng chính là những mà cổ phiếu mà anh chị mình có điểm mua tốt thì cứ nắm giữ thôi, cứ chả làm gì cả. Nhưng mà cổ phiếu này đến khi nào nó mới đạt đỉnh chị, khi một cổ phiếu này nó chạy rút ấy, thì nó mới gọi là chạy cuối cái chu kỳ, thì đó nó mới đạt yếu tố đạt đỉnh ấy. Thì khi nào mà nó rơi vào những cái trường hợp nó xuất hiện những cái phiên mà phân phối ấy, thì em sẽ phân tích cho anh chị mình sau trong cái kênh YouTube ra ấy. Thì nhớ chị nào mình xem cái kênh YouTube của em ấy thì mình có thể để lại một like, một phần bình luận để ủng hộ em làm những cái video sau tốt hơn nha ấy. Còn đối với những cái chiến lược như hiện tại em sẽ hướng tới những cái anh chị nhà đầu tư nào mình đang cầm lượng tiền, mình chú ý vào những dòng cổ phiếu hơn anh chị ha đấy. Và cái video cuối tuần nếu như anh chị đã xem thì em xin chúc mừng tất cả anh chị mình, tại vì trong video này có thể gọi là một cái video mà em xem xét rất nhiều, em làm một cái video được gọi là nó rất nhiều tụ hợp những cái yếu tố về kiến thức để làm gì, để muốn truyền tải một cái yếu tố, một cái phân tích nó tốt nhất đến cho tất cả anh chị mình, cũng như là đưa ra những cái điểm kiến nghị, những cái điểm mua cổ phiếu, những điểm cho anh chị mình tham gia để mình kiếm được những cái biên độ lợi nhuận trong một cái gì hiện tại. Tại vì anh chị bây giờ thị trường chung là nó đang trong một cái pha chỉnh rút ấy, thì em thấy được là một phần lớn nhà đầu tư hiện tại mình đang bị chậm chân khá là nhiều so với cái vận động thị trường đó. Thì trong cái ngày cuối tuần này thì em cũng trao đổi hầu hết là cũng phải trao đổi khoảng cũng hơn 10 người nhà đầu tư đó, thì cũng là anh chị mình đang bị kẹp rất nặng nhưng mà cổ phiếu à, em ví dụ như một cổ phiếu như là FLT này, đúng không, như thế không thị trường cấp trên nhưng anh chị mình nắm ở này chưa biết bao giờ mà mình đang lại. Cái thứ nhất ấy, là anh chị mình đang bị kẹp hàng là anh chị mình đã lỗ rồi. Cái thứ hai ấy, là anh chị mình đã thua ở chỗ nào nữa, mình thua ở một cái điểm nữa là mình mất rất nhiều cái chi phí cơ hội trong một khoảng thời gian mà anh chị mình đang nắm giữ và những mặt cổ phiếu như thế này, thì những mặt cổ phiếu khác nó đang tăng rất bất tốc anh chị mình thấy không. Những dòng cổ phiếu như những dòng cổ phiếu dòng dầu khí ngày hôm nay nó cũng đã tăng một phiên chậm đấy. Những dòng cổ phiếu chị mình hay nắm là gì à, nhưng mà cổ phiếu đau rất nặng ấy, hoặc là KBC đó, có những chị vẫn còn nắm nhưng mà cổ phiếu này đó một phanh nó hồi lên nhưng mà chưa chắc gì đã bước vào những xu hướng ta ấy. Cho nên khi mà cổ phiếu nó rơi vào những xu hướng đau ấy, có thể gọi là gì, một cái xu hướng giảm ấy, thì anh chị phải cơ cấu ra, phải cơ cấu ra để mình làm chuẩn bị một cái vốn à, để mình đánh vào những cổ phiếu khác ấy. Và anh chị phải luôn luôn tuân thủ những cái quy tắc đầu tư đó. Đối với hệ thống phát hiện bên em ấy, khi mà mình mua cổ phiếu ấy, cái việc đúng sai nó không có quan trọng, nhưng khi cổ phiếu đạt những điều kiện mua là anh chị mình cứ lao vào mua, đang những điều kiện mua là mình phải lao vào mua trước cái đã, việc đúng sai mình tính sau. Nhưng mà cổ phiếu đúng ấy, là mình sẽ gia tăng tối đa hóa lợi nhuận. Khi mà cổ phiếu sai 4% là chúng ta cắt một nửa, 8% là chúng ta cắt hết. Đó là những cái phương pháp đầu tư em áp dụng cho với chị bên hệ thống phát hành VIP bên em à. Đấy, cho nên anh chị mình đừng có sợ về thị trường. Anh chị thấy thị trường hiện tại không, anh chị mình càng sợ nó càng tăng, anh chị mình càng sợ nó càng tăng, đến một lúc nào đó là trường chẳng thị trường nó quá rõ ràng đi, anh chị mình lao vào mua vì nó đại đu những phần trên những cái đỉnh đấy. Và hôm nay em cũng sẽ phân tích cho chị biết là cái dòng tiền hiện tại bên ngoài thị trường nó rất lớn, và dự sắp tới là những yếu tố về dòng tiền điên, dòng tiền của F0 họ sẽ đổ thị trường rất là quyết liệt ha đấy. Thì một phiên có thể gọi là một phiên giao dịch đầu tuần phải nói là rất tuyệt vời của thị trường chung ha. Đấy, cái bản chất thị trường ngày hôm nay ấy,
nó tăng có 7 điểm là nó bị kìm hãm khá là nhiều ở cái dòng cổ phiếu dòng trụ gì đấy, Vinhomes này, gì thấy không? Ngày hôm nay những dòng cổ phiếu Vinhomes này giảm hai giá này đấy, Masan này giảm hai giá tư này đó, Vietcombank này giảm gần một giá đấy, hoặc là cổ phiếu như Vick đấy hai giá ba ATB đó, giảm 6 giá rất nặng thì mặt bằng chung, nhưng mà cổ phiếu dòng trụ là cái dòng cổ phiếu mà nó đang kìm hãm cái sự tăng giá của dòng chung. Nhưng liệu nhà tạo lập họ sử dụng cổ phiếu trụ để họ kìm hãm cái đà tăng giá như thế này, liệu đây có phải là một tin tốt, một yếu tố tốt, một cái vận động tốt, hay nó là một cái vận động xấu? Thì ở đây em sẽ phân tích cho chị sơ lược như thế này. Thì đối với em á, một cái vận động thị trường mà nó kìm hãm cái dòng cổ phiếu trụ á, thì em cho đây là một tín hiệu tốt á, để làm gì chị, để cho cái điểm số của dòng chung nó không bị tăng quá nóng, nó không bị tăng quá bứt tốc, và cái sự hưng phấn của nhà tư mình ấy, nó không phải là quá lớn, thì khi đó cái dư địa của thị trường, những nhịp điện rút hiện tại nó mới còn xa và nó còn bền đó. Thì chị biết khi mà dùng chung nó trong một cái nhịp điện rút thì có thể nó chạy trong 2 tuần, có thể chạy trong 3 tuần, hoặc có thể chạy trong 2 tháng, thì nó tùy vào cái mục đích cũng như là cái cách mà nhà tạo lập họ sử dụng các dòng cổ phiếu họ luân chuyển này, cho nên chúng ta phải phân tích rất kỹ đó. Và khi mà chị mình có kiến thức ấy, thì em chắc chắn một điều là trong một giai đoạn hiện tại anh chị mình đầu tư phải nói là rất tốt đó, đối với những anh chị trong cái khóa học của em á đấy, như anh chị trong cái khóa học cũ của em này đó, thì những anh chị mình đầu tư phải nói là rất là tuyệt vời, bây giờ mình có thể mình cầm nắm mình mua, nhưng mà cổ phiếu nó rất tốt đúng không? Thì những anh chị nào tham gia khóa học vừa rồi thì trong cái khóa học ấy, không chỉ là chúng ta chỉ học với nhau không, mà chúng ta còn làm gì chúng ta còn phân tích về cổ phiếu, chúng ta kiến nghị về cổ phiếu, thì khi đó em cũng đưa ra rất nhiều mã cổ phiếu để cho anh chị mình lấy lại một cái phần học phí đó là yếu tố quan trọng. Và tại vì đối với em á, em muốn truyền tải những cái kiến thức đến cho cái cộng đồng của mình nhiều nhất để cho anh chị mình đầu tư. Thứ nhất ấy, là mình phải tự tin. Thứ hai ấy, khi mà mình mua cổ phiếu ấy, mình phải biết cái lý do vì sao mà mình mua. Thứ ba ấy, khi mà mình bán cổ phiếu cũng tương tự, mình phải biết lý do vì sao mình bán và đâu mới là cái dòng cổ phiếu mà mình chú ý đó. Cũng như chúng ta phải hiểu về một cái chu kỳ cổ phiếu nó vận động như thế nào đấy. Tại vì sao mà em đã nói với chị mình là chúng ta phải có những sự chuẩn bị nó tốt nhất từ một tháng vừa qua để chuẩn bị cho một cái dạng nước nước rút như hiện tại. Bây giờ anh chị mình thấy cái hành quả rất xứng đáng đúng không? Hành quả rất là xứng đáng. Bây giờ anh chị mình chỉ cần mở phiên ra là thấy tài khoản mình lại tăng. Mở phiên ra sáng đi làm chiều về kiểm tra tài khoản tổng tài sản lại tăng, nó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong một cái đoạn chạy nước rút ấy. Và đến một lúc nào đó anh chị mình sẽ cảm thấy thị trường nó quá dễ dàng và nó quá dễ ăn, nhưng tới một thời điểm đấy nó mới gọi là rất rủi ro ha. Và cái quá trình chạy nước rút này là một cái quá trình mà nó mang về lại những biên độ lợi nhuận lớn nhất và nhanh nhất cho tất cả các chị nhau thôi, cho nên chúng ta phải đánh một nhịp nước rút ấy. Khi mà chúng ta đánh xong ấy, và nó xuất hiện những yếu tố rủi ro ấy, thì anh chị mình cứ xem những kênh video của em, hoặc là chị mình vào hay không các thằng VIP bên em ấy, thì sau đó em sẽ phân tích luôn chị mình sau. Còn hiện tại anh chị mình không nên quá lo sợ vì gì quá nhiều về cái vận động thị trường đó. Khi nói với chị lên rồi, thị trường nói với em quan trọng nhất vẫn là cái xu hướng về uptrend thôi, quan trọng nhất vẫn là xu hướng về uptrend thôi, thì chúng ta cứ đánh, đừng quá lo sợ ra. Nhiều anh chị mình lo sợ quá nhiều về thị trường, mình suy nghĩ quá nhiều đi, nào là mình thấy tin tức xấu, Covid ảnh hưởng đó, rất nhiều những cái thông tin đấy, nó kìm hãm, nó làm cho anh chị mình bị sao nhãng, mình lo sợ mình bán ra cổ phiếu, mình cầm tiền mình đứng ngoài thị trường. Thì bây giờ mình chỉ biết nhìn thị trường tăng mà mình không biết làm gì cả. Bây giờ cổ phiếu mặt bằng chung bây giờ đâu còn điểm mua đâu chị. Nếu như video ngày hôm qua em nói với chị rất nhiều mà cổ phiếu nó chúng ta có thể tham gia được, còn hiện tại ngày hôm nay mặt bằng chung cổ phiếu chạy rất bứt tốc đó. Tuy thị trường chung nó tăng 7 điểm nhưng bên trong cổ phiếu rất nhiều mà cổ phiếu nó tăng chậm, rất nhiều mà cổ phiếu tăng 7, 15, 20% đó, rất tuyệt vời đúng không? Nhiều cổ phiếu BSR anh chị em cổ phiếu tăng 10% đấy, đó cũng là những cái chiến lược mà em đã hướng chị mình tới trong một cái thời gian vừa qua đấy, từ dòng ngân hàng này, dòng chứng khoán này, dòng bất động sản này, dòng dầu khí. Và chúng ta có một cái cách để chúng ta bắt được và chúng ta nắm được, chúng ta đọc vì được cái hành vi của đội lái, hành vi tài chính của tổ chức họ đang làm gì nha. Tại vì chị biết cốt lõi của phân tích kỹ thuật ấy, là chúng ta phải phân tích hành vi tài chính đó, nó còn gọi là tâm lý giao dịch đấy. Khi mà chúng ta phân tích về tâm lý ấy, là ở đây mình sẽ phân tích về cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư cá nhân đó. Tại vì nhà đầu tư cá nhân là những người mà hay bị thua lỗ nhất trên thị trường đó. Khi mà mình phân tích được cái tâm lý của họ là mình tránh đi theo cái dấu vết xe đổ của những đám đông đó. Tại vì khi mà đám đông họ giao dịch thường là những người hay thua lỗ, những người giao dịch với những yếu tố mà mua đỉnh bán đáy đó, cho nên chúng ta phải thay đổi cái tư duy đó. Còn khi mà chúng ta phân tích về hành vi thì nó sẽ có hành vi của nhỏ lẻ và hành vi của đội lái, nhưng ở đây mình chỉ phân tích về hành vi của đội lái. Tại vì đội lái và dòng tiền lớn big boy chính là những người mà họ chi phối cái vận động thị trường. Khi mà một cổ phiếu mà chị biết nó muốn tăng ấy, thì nó phải có một cái dòng tiền lớn họ đổ tiền vào, họ đẩy giá thì nó mới tăng được nha anh chị. Chứ chị đừng có nghĩ là cổ phiếu tăng vì tin tốt, cổ phiếu tăng vì một cái biên độ lợi nhuận tốt cho một cái báo cáo tài chính tốt, nó không phải đâu anh chị đó. Tại vì đó chính là những yếu tố cơ bản mà bên trong nội bộ doanh nghiệp họ đã nắm từ rất lâu rồi. Đến khi mà anh chị mình biết ấy, và chị mình đọc được trên cái mạng truyền thông media ấy, thì anh chị mình là những người biết cuối cùng thì liệu cái dư địa nó còn hay không đó, cho nên chúng ta phải hiểu ha. Đấy,
Anh chị mình còn nhớ nhưng mà cổ phiếu STB không? Hôm nay nó tăng giá 33.8, đóng cửa một cú giá nó là rất đẹp. Và STB là một cổ phiếu mà em đã nói với chị mình về những cái câu chuyện mà tại vì sao mà em lại biết những câu chuyện đó. Khi mà em cho hệ không có tiền em mua quanh những vùng giá 24 anh chị. Thì đây chính là những vùng gì chị? Tổ chức họ đang gom những cái lượng hàng rất lớn một phía dưới thì họ mới đổ tiền vào 100 triệu cổ phiếu đánh lên trong vài phiên thôi. Thì đây gọi là cái mô hình tích lũy lần số 2 này. Đó, thì cũng chính là những cái cơ hội dành cho những chị mình vào sau ha. Đấy. Và thậm chí dạng vừa rồi trong VIP anh em á, mình tham gia một đoạn đây mình lên mình chốt lãi ngắn này và mình đánh nổi cái nhịp số 2 này và hiện tại anh chị mình còn đang nắm giữ những lượng tiền mặt của cổ phiếu STB đó và cái vùng hiện tại chị mình đang lãi với nó rất tuyệt vời và em nói với chị mình đây là những cái câu chuyện về doanh nghiệp đó. Tại vì sao mình lại biết trước? Tại vì cơ bản là chúng ta phải nắm được những cái thông tin. Chúng khi mà anh chị mình phân tích được cái hành vi tổ chức ấy, thì anh chị mình sẽ nắm bắt được liệu họ chuẩn bị đánh lên hay chưa. Đó mới là vấn đề quan trọng để cho chị mua cổ phiếu đó. Tại vì khi anh chị mua cổ phiếu ấy, là mình chỉ mua cổ phiếu mình tăng ngay đúng không đó. Chứ khi mà cũng mua xong cổ phiếu mình đỏ đi, cổ phiếu mình lỗ 10-20% thì cái tâm lý mình sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cho nên cái kỹ thuật mà để anh chị mình mua cổ phiếu và xác nhận một cái điểm chạy ấy, đó là kỹ thuật phải nói rất hay và rất khó nha anh chị. Nhưng khi mà anh chị mình hiểu rồi mình sẽ thấy đầu tư nó rất dễ dàng đó. Đầu tư chứng khoán đối với em hiện tại tôi phải nói là rất dễ dàng đấy. Và những cái câu chuyện STB là gì anh chị? Tức là những cái câu chuyện về khối vốn đó, khối vốn ở những cái tổ chức, những công ty như là cái quỹ đầu tư họ hối rất nhiều ở những quanh những vùng giá 3.x đấy. Thì khi đó chúng ta đã nắm bắt trước những cái câu chuyện cũng như là chúng ta biết được cái hành vi của tổ chức ấy. Thì bây giờ anh chị mình cầm nắm cổ phiếu mình cứ gồng lãi thôi, cứ gồng lãi cũng chả làm gì cả. Đó là với những mặt cổ phiếu ngân hàng như vừa rồi anh chị ha. Đấy. Và đối với một cái phiên vận động như ngày hôm nay á, thì anh chị thấy là sáng nay dùng chung nó có những tín hiệu nó mở gấp up đấy đúng không? Thị trường chung sáng nay mở gấp up khoảng 6 điểm đó. Thì không thường một cái phiên như ngày 46 vừa qua thì hôm nay mở gấp up là một tín hiệu hết sức bình thường đó. Và sau đó thị trường nó có những cái lúc khoảng 9:30 đến 10 giờ ấy, thị trường nó quay về nó lắc cái gáp à. Nhưng có những thời điểm trong phiên ngày hôm nay, phiên sáng, VN Index của chúng ta giảm đến 13 điểm, giảm về 1.307. Thì khi mà nó giảm 13 điểm như thế là bắt đầu cái tâm lý nhà đầu tư bắt đầu lo sợ, bắt đầu lo sợ lại tâm lý chị giao dịch mình là như thế. Tại vì em thấy một cái sai lầm của chị mình là gì? Thì hầu hết chị mình thấy nhìn bảng điện, chị thấy nhìn bảng điện thì mình chỉ cần thấy cổ phiếu xanh đó là bắt đầu sợ, đâu xanh đó là bắt đầu hưng phấn rồi, muốn mua rồi đó. Còn ngược lại cổ phiếu mà đỏ một cái như sáng nay là bắt đầu chị mình, ui có bán không em? Nhiều chị mình nhắc tới nói em là con này con kia, mã này mã kia có nên bán không em? Chị thấy cái tin tức về dịch bệnh bây giờ nó khó chịu quá, nó phức tạp quá, đặc biệt là ở Hồ Chí Minh bây giờ anh chị biết là ngày hôm nay thì đã bị thành phố Hồ Chí Minh ấy, đã cách ly theo cái chỉ thị 15 và 16 chị ạ. Đấy, và những cái thông tin đó nó bắt đầu làm cho cái tâm lý giao dịch của chị bắt đầu ngại, bắt đầu lo ngại về thị trường này. Chỉ cần thị trường nó đỏ là bắt đầu chị sợ đó. Thì em thấy là một cái lượng nhà đầu tư rất lớn đã bán chốt lãi cổ phiếu trong phiên sáng ngày hôm nay ở những một giá phải nói là tương đối thấp trong phiên giao dịch ngày hôm nay ha. Đấy, thì vô hình chung một cái phiên thị trường nó rung lắc trong phiên sáng ấy, thì nó cũng đã wash out rất là nhiều cái yếu tố đu bám của nhà đầu tư. Thì những cái nhịp bây giờ nó kéo lên hiện tại em thấy rất nhiều những cảm giác mình chìm đen rơi vào những trường hợp mà mình phải bán phải những lượng cổ phiếu có gọi lên chứ mình mất phải những cái lượng cổ phiếu. Đấy, thì đôi khi trong phiên giao dịch phán như phiên sáng ngày hôm nay á, anh chị mình chỉ cần không cần làm gì thôi đó, đôi khi không cần làm gì cũng đã đúng đó. Mình chỉ cần cầm nắm cổ phiếu không bán ở trong phiên giao dịch mà sáng nay á, thì đó cũng là cái sự thành công. Thì ở trong VIP anh em á, mỗi phiên sáng thì em lên những chiến lược phân tích phải nói là rất kỹ dành cho tất cả các chị đầu tư trong hệ thống anh em à. Đấy, morning cả nhà đúng không đó. Chúc mọi người có một tuần giao dịch thuận lợi. Đấy, hiện tại thông tin về dịch bệnh là tương đối phức tạp ha. Đấy, Sài Gòn cách ly theo cái chỉ thị 15 và 16 cái yếu tố cả nhà này, cái yếu tố này cả nhà không cần phải quá lo sợ đâu đó. Chứ ít nó chỉ ảnh hưởng trong ngắn hạn là còn ngắn hạn thôi chị. Tại vì đó là cái gì, những cái tin tức như thế chỉ ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của nhà từ nhỏ lẻ thôi. Còn cái bản chất nhà tạo lập ấy, đội lái ấy, họ đã đổ tiền vào đánh rồi thì mặc dù là thị trường nó có tin xấu, mặc dù tin tức nó có xấu, nhưng khi mà đội lái đã đổ tiền vào đánh rồi, nếu như mà họ để cho thị trường gãy ấy, thì đội lái và cái tổ chức trên thị trường chính là những người mà thua lỗ nặng nhất ra, chứ không phải là những chị nhà đầu tư cá nhân mình đâu. Đấy, cho nên nói với chị mình ấy, chúng ta đánh vào những cái xu thế về dòng tiền, đó là cái yếu tố mới mang về được lợi nhuận cho anh chị mình. Còn nhiều người mà đánh theo những yếu tố như vậy, mình đánh theo sóng năm này, sóng Elliott này, thì bây giờ mình đang đứng ngoài thị trường, đang cầm tiền, đang cầm cash sitting đó. Và mình đã tham gia vào thị trường rất chậm. Đấy, đến hiện tại mà anh chị mình chưa nắm được những dòng mà cổ phiếu mà nó gọi là nó vào sóng, thì em cho là mình đã khá chậm so với mặt bằng chung nhà đầu tư hiện tại đó. Chỉ ít là với hệ thống ngân hàng bên em thì mình đã có những sự chuẩn bị phải nói là rất tốt cho một cái nhịp sóng như thế này. Và đôi khi anh chị phải nhìn được cái dư địa của thị trường nó đang trong giai đoạn nào để mình có những sự chuẩn bị nó tốt nhất. Đấy, còn khi mà thị trường nó càng lên cao ấy, nó càng chạy nước rút ấy và càng lên cao ấy, chính là lúc mà chúng ta phải thu hẹp cái quy mô vốn lại anh chị ha. Đấy, em nói rất kỹ đúng không, quan trọng đó là xu thế của thị trường này, mua bán gì cả nhà chị em kiến nghị đúng không đó. Dòng băng thì em vẫn giữ quan điểm thôi,
cái yếu tố dòng bank mà nó tăng giá những tiếp theo á, thì nó sẽ không có điểm mua, nó chỉ phù hợp với nhà đầu tư cầm nắm chút lại. Điểm bán thì cả nhà chủ động đó, chúng ta có những điểm mua tốt. Với những dòng cổ phiếu này thì tùy vào khẩu vị mỗi người, muốn nắm thì nắm, muốn bán thì bán, nó tùy vào anh chị mình thôi ha. Đấy đó, sáng nay VN-Index mở cửa này, cái bắp tăng khá nóng thì cả nhà cứ ngồi yên thôi, cái bắp thì em cũng không có muốn mua gì cả, nhưng ngược lại khi nó giảm lại em cũng không mua luôn đó, em cứ ngồi nguyên sáng cơ. Thì chúng ta đã cầm đủ những cái lượng cổ phiếu ấy. Đấy, những nhà đầu tư nào cứ nằm bán tháo này, chốt lãi này, hiện tại đang rơi trong trường hợp FOMO phải buộc phải mua dài giá cao hơn đó, cho nên đôi khi chúng ta phải có một cái chiến lược đầu tư cho nó phù hợp với thị trường anh chị ha. Đấy, anh chị mình đừng có mà ngồi dự đoán thị trường nó điều chỉnh để làm gì, tại vì chị biết ấy, cái yếu tố mà đây trường tàu đỉnh nó phải cần hội tụ rất nhiều nha đó. Và cái yếu tố mà chị biết là yếu tố gì không, cái kỹ thuật mà để xác nhận đỉnh thị trường, thì đây được gọi là một kỹ thuật phải nói là rất khó để cho nhiều xác nhận đỉnh thị trường. Và trong cái khóa học của em á, thì cái cách mà để chúng ta xác nhận được đỉnh thị trường thì em sẽ dạy anh chị mình trong cái buổi số 9, là chính là một cái phương pháp bán ấy, chính là cách mà chúng ta xác nhận đỉnh thị trường nó phải cần đạt những điều kiện gì, đúng không? Đó, anh chị còn nhớ cái đoạn này không, nhiều người người ta hô hào là đỉnh thị trường này, tuy nhiên thị trường chưa có một giai đoạn chỉnh được rút thì khó để tạo nên đỉnh thị trường được đó, và đây mới chính là giai đoạn chỉnh được rút lên chị đó. Cho nên cái yếu tố phía sau ấy, thì anh chị phải đu bám về thị trường nó nhiều hơn nha, chúng ta phải quan sát kỹ và ngồi thị trường ở một cái giai đoạn phía sau đó, trong một cái quá trình chỉnh được rút ấy, đôi khi chúng ta cảm thấy thì tài khoản chúng ta lợi nhuận rất lớn, nhưng ở một góc độ nào đó mình phải luôn luôn giữ cái tình trạng cái tâm lý giao dịch của mình ở một cái sự tỉnh táo nhất nha, chứ chị mình đừng có bị cuốn quá nhiều vào dòng chung ha. Đấy, và có một cái yếu tố như thế này, một cái vận động như thế này, đôi khi mà em kể ra thì anh chị mình sẽ cảm thấy là nó khá là vui đúng không? Thì anh chị nói gì thế này à? Khi mà anh chị mình mua ngay đỉnh á, anh chị đừng có sợ đu đỉnh, mua ngay đỉnh sẽ không bao giờ chết nha anh chị, mua ngay đỉnh sẽ không chết. Cho nên đối với anh chị bây giờ mình đừng có sợ về thị trường, khi mà cổ phiếu đúng điểm mua thì mình cứ mua. Đây là một cái đoạn thị trường nó chạy rút anh chị, tương tự như đoạn hiện tại chạy trong vòng khoảng 2 tháng, nhưng mà những anh chị nào á, mình có lỡ mà mua phải ngay những nhịp đỉnh này thì cũng không có sợ. Không sợ tại vì sao? Tại vì sau một phiên mà up hết 3 là phiên xác nhận đảo chiều nha. Đây xác nhận đảo chiều là trường tàu đỉnh này. Nhưng mà sau một phiên up hết 3 thì nó sẽ có một cái nhịp nó hồi trở lại. Thì cái nhịp hồi trở lại này là cái cơ hội để cho những chị nào đu đỉnh ấy, mình cơ cấu bán ra. Cơ cấu bán ra thì tô tỏ lại cái quá trình mà chìm đu đỉnh ấy, không có lỗ nặng nha, không có lỗ nặng, rõ ràng đúng không? Nhưng những anh chị nào mình mua sau một cái nhịp đỉnh ấy thì có trình lỗ mới nặng nha. Thì có quá trình lỗ mới nặng, như thế không? Đó, những chị nào mua đây nó có một phiên giảm lỗ chị mình lỗ 7% đi, lỗ cái sàn, nhưng sau đó có quá trình hồi phục lại chị mình lỗ còn khoảng 1-2% là cùng. Nhưng những ai mua sâu đỉnh thì cái nhịp chị mình lỗ 20% là có, lỗ 20% là có. Đấy, cho nên đó là cái thống kê rất hay nha, mà em đã từng trải nghiệm rất nhiều trên thị trường đó. Thì ở đây em lập trên một cái kênh YouTube ấy, thì cái mục đích của em là gì, em muốn chia sẻ là những kiến thức đầu tư để cho chị mình có một cái quá trình đầu tư cho nó tốt hơn. Tại vì em có thể gọi là những người mà có thể gọi là em cũng vấp ngã với nó rất nhiều trên thị trường, đu đỉnh có nè, bán ngay đấy có luôn nè, bắt ngay đấy có này, mua ngay đỉnh. Nói chung là em đã trải qua rất nhiều cái cảm xúc trên thị trường này. Cho nên đôi khi mà chị mình xem cái YouTube của em ấy, mình thấy tại sao em phân tích tâm lý đúng quá, em phân tích tâm lý nó hay quá đúng không, những lúc mà tâm lý nhà đầu tư lo sợ hay là tâm lý nhà đầu tư hưng phấn thì chúng ta phải có những quá trình giao dịch cho nó phù hợp đấy. Thì ở đó em cũng chia sẻ cho chị rất nhiều trên kênh YouTube như thế này, thì cũng là qua những cái quá trình mà em đúc kết trong cái quá trình mình đầu tư thôi đó. Thì để từ đó em mới lên được những cái kiến thức mà em kết hợp thêm cái sự trải nghiệm của mình, cái sự tham gia của mình đủ lâu trên thị trường này. Thì mình mới 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 rút gọn lại cho một cái buổi học này, thì đây chính là 10 buổi học mà em đang hỗ trợ như chị nào mình muốn quan tâm tham gia ha. Đấy, thì hiện tại sẵn nói về buổi học ấy, thì em cũng nói luôn là có cuối tuần ấy, thì có hai anh chị khách hàng, hai anh chị nhau tôi mình cũng đăng ký cái khóa học của em, thì mình cũng đã gửi tiền vào cái số tài khoản của em rồi ấy. Đấy, nhưng mà anh chị mình không để lại một cái phần nội dung cũng như là một cái thông tin liên hệ, thì em không có liên hệ để hỗ trợ anh chị mình, em đặt anh chị mình vào cái hệ thống học viên được. Thì những chị nào mình đã đóng tiền học cho em ấy, mà mình chưa thấy em liên hệ lại ấy, thì mình có thể nhắn lại cho em qua cái số Zalo 0974046220 ha. Đấy, còn những chị nào mình muốn đăng ký vào khóa học mới ấy, thì mình cũng có thể liên hệ cho em luôn ha. Thì đây chính là cái form đăng ký ấy. Đó, thì mình click vào, đây chính là cái form đăng ký, thì chị mình click vào cái form mà mình đăng nhập thông tin vào ấy, thì em sẽ có trợ lý của mình sẽ liên hệ hỗ trợ cho chị mình ha. Đấy, thì cái khóa học ở đây của em là 5 triệu ha. Đó, thì em cho là anh chị mình nên chích một cái phần lợi nhuận trong giai đoạn vừa rồi mình tham gia cổ phiếu để mình tham gia các khóa học đấy. Tại vì anh chị biết vì sao, khi mà chị mình có kiến thức ấy, mình sẽ đầu tư nó lâu bền hơn trên thị trường. Và em chắc chắn một điều ai cũng muốn, khi mà mình mua cổ phiếu mình phải biết lý do vì sao mình mua, và khi mình đã bước chân vào trường tài chính ấy, mình phải có đủ một cái hành trang, phải có cầm đủ một cái hiên, đủ một cái kiếm để thị trường như thế nào chúng ta cũng chiến đấu được đó. Còn anh chị mình mà quá bị động trên thị trường mình sẽ rất dễ là thua lỗ ha. Và cái phần học phí đây ấy, thì trong cái khóa học của em, anh chị cứ yên tâm, khi mà nó đạt những điều kiện mua cổ phiếu, em luôn có những khoản mà em tặng lại mình những cái món quà để cho chị mình thu hồi những khoản học phí anh chị ha. Đấy,
Thì khóa học ở đây là 5 triệu dành cho những chị khách hàng bên ngoài. Còn những chị nào muốn mình đang trong cái hệ thống khách hàng VIP bên em á thì sẽ được ưu đãi còn 3 triệu rưỡi. Đấy, tại vì khóa học là em mở ra là em muốn mình hỗ trợ nhiều hơn cho chị khách hàng hệ thống khách hàng VIP đó. Cho nên những chị nào bên ngoài muốn học thì mình cũng phải đăng ký được ha. Đấy. Thì hiện tại cái tình trạng sức khỏe em nó cũng không được tốt lắm. Thì thời gian gần đây thời gian thời tiết ở Sài Gòn ấy thì nó cũng mưa nắng gắt hơn. Đấy. Thì video thì anh chị mình nghe qua âm thanh nó cũng không được tốt, anh chị mình thông cảm giúp em ha. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích về cổ phiếu anh chị ạ. Tại vì cái vận động thị trường bây giờ có gì đâu nói, đúng không? Thị trường nó chen mà. Đó, nó tăng như thế này có gì đâu nói. Tiếp theo chúng ta đi phân tích về dòng cổ phiếu ạ. Thì đầu tiên ấy, ACB. ACB chính là cổ phiếu ACB. Đây là cổ phiếu mà em có thể gọi là một cổ phiếu mà em chờ đợi, em trông đợi rất nhiều trong các cái vận động vừa rồi. Thì hiện tại những chị nào đang nắm giữ nhưng mà cổ phiếu ACB, quả đã đến, kiên nhẫn sẽ có quà. Thành quả chỉ đến cho những người can đảm và những người kiên nhẫn nhất trên thị trường đấy. Thì đó chính là cổ phiếu ACB ha chị ha. Thì hôm nay là một phiên mà ACB tăng có thể gọi là gần như là mức giá chặn rồi anh chị đó. Anh chị thấy quá trình phía trước không, cổ phiếu nó chạy là đà là đà là đà, nó chạy rất là chậm chạp đó. Thì đây chính là cái đoạn mà nó leo dốc của cổ phiếu. Nhưng khi mà cổ phiếu nó đã bước một dạng chỉ rút ấy, thì nó chạy bước tốt đó. Cho nên thứ nhất bây giờ những anh chị nào có hàng cứ yên tâm nắm giữ đó. Một cổ phiếu ACB là những cổ phiếu mà anh chị đã xem video của em thì em chỉ nói với chị một câu thôi, có hàng cứ cầm. Cổ phiếu này không có gì để xấu mà cho chị bán á, đúng không? Khi mà cổ phiếu bán á chúng ta có vận động gì nó không ổn định thì chúng ta mới bán. Còn hiện tại ACB quá tuyệt vời đúng không? Đó thì những cái nhịp tăng giá phía sau cái phần lãi á anh chị mình sẽ tự chủ động mình chốt. Bên trong mấy hàng VIP anh em á thì hiện tại cái phần lãi ACB mình rất là nhiều, mình tham gia những vụ 3233 hiện tại lãi đấy khoảng hơn 20% đấy. Cho nên chị mình cứ yên tâm với những vận động như thế này. Và hiện tại ACB sau một phiên mà bùng nổ, sau một cái nhịp mà nó chạy rất là chậm chạp ở đây thì hôm nay chính là một phiên xác nhận cổ phiếu ACB sẽ bước vào một cái giai đoạn mà chạy nước rút đó. Cho nên các quá trình chạy nước rút anh chị cứ cầm thôi. Khi mà cổ phiếu chạy nước rút ấy, nó lên giá 45 50 là bình thường, anh chị thấy không? Tương tự như là BB này đó, là BB đang tiếp tục trong pha chạy nước rút này đấy. Đây đây những cái pha mà nó lấy đà anh chị, những nhịp mà nó lấy đà trước khi mà nó chạy nước rút này. Còn khi mà vào pha chạy nước rút ấy, là cứ tăng chậm, mở cửa là cứ tăng chậm, đó mới gọi là chạy nước rút. Khi mà chạy nước rút ấy, nó mới tạo những sự hưng phấn nhà đầu tư. Thì khi mà tâm lý chìm hưng phấn ấy, mình tham gia vào cổ phiếu ấy thì tổ chức không có dễ mà phân phối những lượng cổ phiếu đó chị ha. Và chạy nước rút chính là cái quá trình chạy cuối cùng để cổ phiếu về đích à, nó là như thế ha. Trên anh chị có hàng cầm nắm thật chặt, anh chị mình lấy cái dây xích ấy, mà mình xích nó lại cho cứng nha, chứ đừng có để mình rớt hàng đó. Tiếp theo là BID. BID là cổ phiếu mà em trông chờ rất nhiều. Hôm trước ấy, ở một vài cái tài khoản khách hàng bên em ấy, em đang nắm giữ ấy, em đang hỗ trợ lắm ấy, thì em có lấy vị thế ở điểm này, em lấy vị thế một cái phiên bùng nổ khối lượng lớn đó. Nhưng mà hiện tại em đang chờ cái điểm gia tăng. Và cái điểm gia tăng của chúng ta nằm ở đâu? Khi mà cổ phiếu nó có cái một cái giai đoạn mà nó tích lũy hành lại thì đó mới chính là một cái điểm gia tăng anh chị ạ. Còn hiện tại cổ phiếu nó đang cứ tăng là rà rà lên, nó gặp đỉnh này thì chúng ta cũng sẽ chưa có điểm gia tăng. Hiện chị là có hàng cứ yên tâm nắm giữ. Cổ phiếu đang gặp lại kháng cự thì em kỳ vọng một cái nhịp nó gặp lại những một kháng cự đỉnh trước ấy, thì nó tích lũy lại một nhịp ở đây, một cái nhịp nền số 2 thì nó sẽ mở ra những cái cơ hội cho những chị nào mình mua mới đấy. Và về cái nguyên tắc ấy đó, và về cái nguyên tắc là chị mua cổ phiếu ấy, chúng ta phải tham gia cổ phiếu khi mà nó có một cái sự cân bằng mình mới mua được anh chị ạ. Đấy, cho nên chị biết vì sao không? Khi mà cổ phiếu nó cân bằng ấy, khi mà cổ phiếu mà nó cân bằng nó tích lũy lại thì chúng ta sẽ không gặp một cái quá trình điều chỉnh của cổ phiếu đó. Còn khi mà chị mua quá sớm, ví dụ hôm nay chị mua đi một cái điểm mà nó trên vơ nó treo leo như thế này ấy, thì thị trường chung nó có rung lắc đi thì những mà này sẽ rất là dễ bị điều chỉnh. Còn ngược lại khi mà nó đã tích lũy rồi thì nó sẽ không điều chỉnh mà. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai ấy, vì sao chúng ta lại mua ở điểm cân bằng, là thứ hai ấy, là anh chị sẽ không phải chờ cái nhịp điều chỉnh. Em ví dụ như anh chị mua một cái điểm hiện tại thì có thể cổ phiếu sẽ gặp kháng cự, nó sẽ điều chỉnh lại, thì anh chị sẽ mất tương đối thời gian trong cái quá trình mình chờ đợi. Tại vì cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư mà mua cổ phiếu là chỉ muốn lãi, và cổ phiếu đi ngang nó tích lũy lại, mình bắt đầu cái tâm lý chị mình sốt ruột, bắt đầu hỏi em à cổ phiếu này chậm quá, em không phải đánh chén quá đó. Tâm lý giao dịch mình là anh chị mình là như thế mà ấy. Cho nên khi mà chúng ta mua cổ phiếu chúng ta phải chờ nó tích lũy lại và nó cân bằng lại thì chị mua vào là cổ phiếu phải nổ ngay, mua vào là cổ phiếu nổ ngay, đó mới chính là những cái điểm mua. Cho nên vì sao nó với chị mình ấy, nếu như muốn mua phải chờ cổ phiếu tái tích lũy lại thì mới có những điểm mua mới, nó là như thế ấy. Và yếu tố thứ ba ấy, là khi mà chị mua cổ phiếu nó sẽ hạn chế rất nhiều yếu tố về rủi ro đó. Tại vì chị mua đây có thể chỉnh lại thì mình lỗ 5-3% là bình thường. Còn ngược lại mình mua điểm, mua những điểm cân bằng thì cổ phiếu sẽ không gặp những áp lực mua lỗ. Cho nên những vùng cổ phiếu cân bằng ấy, chính là những vùng tích lũy. Và tích lũy là gì? Tích lũy cũng chính là những vùng mà tổ chức họ đang khu mua tiếp tục những lượng cổ phiếu à, nó là như thế à. Thì cũng chính là những cái vùng giao vốn, cũng là những vùng hỗ trợ của cổ phiếu, thì anh chị sẽ không phải gặp quá nhiều cái áp lực trong mỗi nhịp thị trường điều chỉnh đó. Nó là như thế, đơn giản thôi đấy. Thì cái quá trình anh chị mình đầu tư ấy, nó cũng sẽ rất là thoải mái à, cái tâm lý giao dịch thì phải thoải mái anh chị đó. Mua cổ phiếu thì nó phải thoải mái, còn mua cổ phiếu mà hàng về lỗ 7 15 20% tâm lý giao dịch sẽ rất nặng nề đấy. Nó là như thế ha.
Cho nên những chị mình hỏi em là bây giờ hỏi em là ví dụ như con ngồi MB đi, hôm nay có vài anh chị mình hỏi em là MB bây giờ có mua được không em? Em trả lời câu có tiền muốn mua ấy, thì rất dễ, nhưng mà để mua mà lãi và nó an toàn ấy, thì không, đây không phải điểm mua, chắc chắn điều đây không phải là điểm mua đó. Và khi mua mà ở đây anh chị thấy không, đây là một điểm mua này, như vậy chưa hướng dẫn chị mình quanh những vùng 29-30 này, một điểm mua thứ nhất. Điểm mua thứ hai cho chị vào sau á chính là những vùng nhâm quanh 33, như thế khi cổ phiếu tăng lên này tích lũy lại này, thì đây chính là những điểm mua. Tích lũy kèm cung là một yếu tố quan trọng nhất là chúng ta tham gia cổ phiếu, khi đó chị ta tham gia vùng giá 33 với, nhưng mà cổ phiếu MB bây giờ tăng lên này, nó tăng lên chị mình cứ cầm thôi. Còn bây giờ mà những điểm quanh những vùng 38 như thế này mà để mua ấy, thì đối với em thật sự quá khó, quá khó đối với em à. Đấy, tiếp theo là cổ phiếu của CTG anh chị ha. Đó, nhưng mà CTG giờ sau mua anh chị đúng không, dù ngày anh chị thấy không, không có điểm mua, có hàng thì cầm lại, chứ mới nói về điểm mua mua ấy bây giờ nó không có. Em chắc chắn một điều là không có những cổ phiếu như CTG em kỳ vọng này tích lũy thêm này, tích lũy được 5 phiên 6 phiên đấy thì nó đạt những điểm mua, thì em muốn dẫn chị mình đánh tí sau. Còn bây giờ khi mà nó nổ luôn phải bỏ, phải bỏ, nó chỉ phù hợp với giờ anh chị nào nắm giữ thì cứ nắm thôi, muốn chốt thì chốt, đúng không, muốn cầm thì cầm đấy. Đó là với nhưng mà cổ phiếu dùng ngân hàng ha. Còn đối với mấy thằng VIP bên em á, thì em cũng đã nói, em cũng chia sẻ với chị mình rồi, chính là một cái giai đoạn ở tuần rồi á, thì em cũng đã tận dụng em chốt lãi margin của nhưng mà cổ phiếu dùng ngân hàng rồi đấy. Giờ giai đoạn phía sau em sử dụng margin đấy để làm gì, em đánh vào những cổ phiếu của dòng dầu khí này đó, nhưng mà phía dưới DSG này đó, đem tập trung vào những mã này, tại vì những mã này cái dư địa nó còn lớn. Nhưng mà cổ phiếu em ví dụ như mà cổ phiếu dòng dầu khí đi đó, từ những điểm mua này em cho thằng tham gia này hoặc là BSR này, những cái điểm mà test cung mình chịu thấy không, những vùng test cung này, một phiên test cung rất rõ ràng đúng không, một phiên test cung này đó, em cũng đã chia sẻ với anh chị mình trên cái kênh YouTube này rồi, một phiên test cung với những vùng giá 15.3 đó, với những cổ phiếu dòng BSR chính là cái điểm mà chúng ta tham gia ấy. Anh chị cứ lao mình tham gia mã này thôi, thì để một cái điểm chuẩn này anh chị mình kỳ vọng cổ phiếu nó tăng thêm 20% nó sẽ rất là dễ, nó sẽ rất là dễ và nhanh. Còn trong khi đó đối với những cổ phiếu như là, nhưng mà cổ phiếu như là, nhưng mà cổ phiếu như là MBB đi mà chị mình nói cổ phiếu là tăng thêm 20% nữa thì em cho nó sẽ chậm hơn khá là nhiều đó. Qua là nhưng mà cổ phiếu như là CTG đi anh chị mình để đó, mà từ điểm này, từ những điểm mà 50 mà tăng thêm 20% nữa, tức là nó phải lên 60 thì nó sẽ khó hơn khá là nhiều đó. Cho nên chúng ta phải nhìn được cái dư địa cổ phiếu nó còn bao nhiêu đó. Nhưng cổ phiếu DSG bây giờ anh chị có thể kỳ vọng nó tăng lên 35 40 là bình thường đấy đó. Cho nên chúng ta phải hiểu một cái dư địa cổ phiếu và đó chính là gì, để xác định được dư địa dưới đó chúng ta phải phân tích được mẫu hình đó. Đây chính là mẫu hình tích lũy trên tảng dài, thì từ những cái điểm mà bứt phá những điểm break mẫu hình thì biên độ lợi nhuận nó tăng từ khoảng đến 30 đến 40% đối với những cổ phiếu đất xanh anh chị ha. Đấy, hiện chắc chắn một điểm cái dư địa là còn, nhưng mà hiện tại để anh chị nào muốn quan tâm muốn mua như đất xanh nó không có anh chị, nó không có, nó khó là chỗ đó đấy. Điểm mua ấy, nó vừa dễ nhưng mà nó cũng lại vừa khó đó, nó là như thế ha. Cho nên đối với em không phải lúc nào muốn mua là mua ha, chúng ta phải có những cái điều kiện mua đó, đầu tư như thế thì chìm đầu tư nó mới tồn tại lâu dài trên thị trường chứng khoán. Còn khi mà chìm cứ mua bừa đi, anh chìm mua đại thì có thể là hai ba mã hiện tại chìm mình lãi, nhưng liệu mã thứ tư năm thứ sáu chìm còn lãi không thì nó là một cái vấn đề khác. Còn hiện tại thị trường đang trong quá trình uptrend thì mặt bằng chung là chìm cứ tham gia cổ phiếu mua là lãi, mua là lãi, chỉ cần anh chị mình không cầm tiền thôi, không cầm tiền thôi là được. Anh chị cứ cầm cổ phiếu, cầm mã nào thì hầu như em thấy hiện tại cũng tăng khá là tốt đúng không đấy. Tiếp theo là cổ phiếu của HD Bank anh chị ha. Đấy đó, cổ phiếu của HD Bank thì hôm nay vẫn là phiên tăng điểm này, thì cổ phiếu này nó không có những nhịp mà nó tác tích đi lại thì em sẽ không có những điểm mà hướng dẫn anh chị mua được ha. Đó, thì những này bây giờ cũng không có điểm mua, thì hôm video ngày mai em sẽ nói nhanh thôi, nhưng mà dòng ngân hàng em sẽ phân tích nhanh thôi. Cổ phiếu là còn điểm mua thì em dừng lại, cổ phiếu không có điểm mua chúng ta phải lướt nhanh thôi đó. Lợi bê đang trong quá trình nhảy nước rút này anh chị theo, quá trình nhảy nước rút là quá trình chạy nước rút liên tục của cổ phiếu, quá trình tăng liên tục ấy, thì chỉ có hàng cứ cầm thôi. Thì cũng như anh chị mình nhắn hỏi em là gì, hôm nay chị thấy con lợi bê này tăng ghê quá, tăng mạnh quá, chị cũng sợ, thì những chị nào sợ mà sợ mắc lãi ấy, thì mình có thể kê mình chốt một phần, ví dụ như chị mình nắm 1 tỷ đi thì giờ mình chốt trước 200 triệu đó, thì cứ càng tăng mình càng chốt lên. Và như thế cũng là một chiến lược đúng nha anh chị, không phải là một chiến lược sai. Tại vì sao, tại vì sao đối với cái này không có thằng bên em á, khi mà cổ phiếu nó trước cái một cái giai đoạn mà nó chạy nó rút á, chính là lúc mà chúng ta đánh tổng lực vào cái giai đoạn ban đầu, tức là chúng ta sử dụng full margin trong một cái giai đoạn ban đầu. Còn khi mà quá trình nó càng tăng lên ấy, thì chúng ta sẽ càng chốt, càng tăng lên á chúng ta sẽ càng hạ ra đấy. Cho nên đó mới là cái yếu tố quan trọng mà. Còn những chị mình đầu tư sai là gì, khi mà thị trường nó trong một cái nhịp rõ đen rung lắc nó đang gì, nó đang vừa đánh vừa cho anh chị mình ăn ấy, cái câu chuyện về con gà ấy, khi anh chị mình sợ mình không dám tham gia, thì đến một giai đoạn lên càng cao anh chị mình càng sử dụng như một sim ấy. Đến một giai đoạn nó chỉnh lại đầu đỉnh ấy, anh chị sẽ chết rất nặng nha. Và em đã từng dính phải những con sóng này rất nhiều đó, em đã từng dính những cái trải nghiệm này rất nhiều trên thị trường chứng khoán. Em ví dụ như anh chị mình xem này thì em thấy rất nhiều những thành phần nhà đầu tư này, trong giai đoạn mà thị trường nó trong quá trình mình nó đang chỉnh như này, đang là đà là chỉnh này, chính là lúc mà chị nên đánh tổng lực, nên đánh tổng lực trong giai đoạn này đó. Thì đây là lúc mà nhiều anh chị mình lo sợ, mình không dám tham gia vào cổ phiếu. Nhưng đến giai đoạn nào đó nó lên mỗi trình mà nó quá rõ ràng đi, nó tăng quá nóng và quá cao,
khi anh chị lại sử dụng full margin, bán nhà bán cửa và làm gia rất lớn, thì chỉ cần nó chỉnh làm nghiệp thôi, hầu như là anh chị mất tất cả những cái phần lợi nhuận trong giai đoạn vừa rồi đấy. Cho nên chúng ta phải hiểu là, cho nên chúng ta phải sử dụng margin nó phù hợp đó. Còn đến bây giờ thì tùy vào cái chiến lược chị mình thôi, còn đối với chiến lược bên em thì nó là như thế ha. Đấy, full tham gia tổng lực đó, giờ bây giờ đoạn đầu đó. Và trong cái giai đoạn tiếp theo của thị trường ấy, thì cái dòng tiền nhỏ lẻ họ sẽ tham gia vào trường rất nhiều anh chị. Nó cho thấy là một cái giai đoạn mở ra của một cái dòng tiền điên ở giai đoạn sắp tới đó. Và hiện tại ngày hôm nay cũng chính vào cái giai đoạn mà có sự tham gia rất nhiều của dòng tiền điên này, những phiên gần đây này đó, chính là cái dòng tiền của nhỏ lẻ tham gia họ rất nhiều, cái lượng nhà đầu tư mở mới. Giai đoạn tiếp theo ấy, có thể là khoảng 2-3 tuần nữa, một tháng nữa, chị thấy một cái sự thống kê của cái quý 2 vừa rồi, chị thấy là quý 2 vừa rồi có một cái thống kê là gì, cái lượng nhà đầu tư mở mới tài khoản rất lớn đúng không đó. Trong cái tháng sau cũng vậy đấy, chính là những thống kê nó cho thấy cái dòng tiền của nhà đầu tư họ tham gia vào rất nhiều. Tại vì chị biết bây giờ cái tình hình về dịch bệnh ấy, cũng rất là phức tạp, thì cái dòng tiền thông minh ấy, họ không có sản xuất kinh doanh được thì họ sẽ đổ vào những cái kênh đầu tư hấp dẫn để nó mang về được những biên độ lợi nhuận trong ngắn hạn, thì đó chính là cái dòng tiền F0 họ đổ về trường là rất lớn đấy. Thì trong cái giai đoạn uptrend như thị trường thế nào cũng vậy anh chị, trong năm nào cũng thấy cả. Anh chị nhớ là cái con sóng năm 2020 vừa rồi không, đây những cái lúc mà cái báo chí này họ ra những cái thống kê lượng tài khoản mở mới này đó kỷ lục này đấy, thì cũng chính là lúc mà nó cũng hội tụ đủ những yếu tố để tạo đỉnh thị trường anh chị đó. Cho nên anh chị thấy là khi mà nhà đầu tư mình cảm thấy cái việc kiếm tiền nó quá dễ ở chứng khoán ấy, thì cũng là lúc mà mình bán nhà bán cửa, mình tham gia thị trường rất nhiều đó. Khi mà mọi việc mà nó quá rõ ràng thì cái cơ hội nó không còn lớn đấy. Nhưng anh chị mình cứ tham gia đi, chưa phải thời điểm đấy đâu. Khi nào mà nó đến thời điểm đó thì em sẽ hướng dẫn cái cách để cho anh chị mình bán dần, mình rút ra khỏi thị trường ra đấy. Cho nên anh chị mình cứ yên tâm, và bây giờ anh chị nào cầm nắm cổ phiếu cứ cầm thôi đó. Và anh chị biết giai đoạn phía sau ấy, những lượng nhà đầu tư mà mở mua mới, mở tài khoản mới, mình tham gia thị trường rất lớn ấy, thì đây cũng chính là những cái thành phần mà dễ bị tu đỉnh nhất, dễ bị tu đỉnh nhất và dễ bị bật lông nhất đó. Thì ở một cái câu dân gian của mình thì có một câu rất là hay đúng không, đó là gì, trâu chậm ấy, thì uống nước đục đó. Còn những nhà đầu tư nào mình đã tham gia được một cái giai đoạn vừa rồi đi, mình tham gia từ những yếu tố mà chân sóng đi đó. Ở đây không phải là chân sóng, đây chỉ là một cái giai đoạn mà chuẩn bị quá trình để rút ấy, ở đây cũng phải gọi chân sóng đi đó. Thì nếu anh chị tham gia được một cái giai đoạn như thế này ấy, thì giai đoạn phía sau ấy, mình không còn phải quá lo sợ. Tại vì sao, thì mình đã có một cái biên độ lợi nhuận nó đủ lớn để nó phòng hộ, nó bảo vệ cho chị mình rồi, thì các yếu tố phía sau ấy, mình không cần phải quá sợ nha chị ha. Đấy, trường hợp xấu á, mà chị mình có kẹp phải một cái nhịp mà đỉnh ấy, thì chị mình cắt, mình bán, chấp nhận bán luôn giá sàn, chấp nhận lỗ luôn 7%, thì total lại anh chị mình vẫn lại lớn. Tại vì mình đã có một cái biên độ lợi nhuận mà mình dự phòng rất lớn trong một giai đoạn vừa rồi đó. Cái gọi là một cái tấm lá chắn thép nó bảo vệ cho anh chị mình để chị mình đầu tư ở một giai đoạn tiếp theo. Anh chị mình đừng có sợ đu đỉnh, em chắc chắn chị đừng có sợ đu đỉnh đó. Mà em nói với chị mình rồi đúng không, mua ngay đỉnh không chết, mua ngay đỉnh không chết nha, mà mua sau đỉnh mới chết đó, nó là như thế ha. Đấy, còn như này hiện tại là sàn hâu thì biết nó đang bị tắc nghẽn lệnh khá nhiều, thì nó cũng sẽ rất là khó khăn cho cái quá trình mà Bitboy muốn phân phối ha. Đó, thì bây giờ Bitboy nó muốn phân phối là nó chỉ bán được trong buổi sáng thôi chị, chứ nó bán một phiên chiều là sàn hâu bị nghẽn lệnh ngay. Đấy, nó là như thế ha. Cho nên đó cũng là một yếu tố mà nó thúc đẩy cho thị trường mình tiếp tục đi lên, và nó cũng là một tín hiệu em đánh giá là tốt đó. MBB đúng không, vừa phân tích chị mình rồi, những mày không còn điểm mua ha. Đấy, SHB này, SHB hôm trước chị nào tham gia giúp em á, mình tham gia với em á thì cứ yên tâm thôi. Anh chị thấy là những nhịp hiện tại là khối lượng nó lớn đúng không, nhưng mà không đẩy giá được. Đấy, thì đây cũng là những yếu tố cho thấy một cái lực cung đang rất lớn đối với những cổ phiếu SHB, nhưng mà nó không đẩy giá được đó. Nhưng mà những phiên này để mà nói những cổ phiếu SHB nó bị phân phối nặng hay chưa hay là gì ấy, thì em cho anh chị mình đừng có quá lo sợ đúng không. Nhưng mà cổ phiếu mình mua ấy, mình mua tại những điểm giá chuẩn. Anh chị em kiến nghị chị mua bên những vùng giá 29.3 ấy, mà trường hợp xấu ấy, cổ phiếu nó có rủ về nó khủng ấy, thì chị bán ngoài là cùng đúng không đó. Trường hợp xấu nhất ấy, là anh chị sẽ bán ngoài đó. Có trường hợp tốt thì, nhưng mà cổ phiếu này nổ 1-2 cây chặn là bình thường đấy. Cho nên chị mình có sợ xấu nhất mà chúng ta hòa vốn thì cái việc gì mà chị mình không dám cược, không dám cược đúng không. Nhưng mà anh chị nào mua cứ nắm, còn bây giờ đi mua nó không còn ha. Đấy, STB cũng vậy nè, trong quá trình chị rút cho tương tự như là cổ phiếu LBB anh chị ha. Đó, Techcombank vì nó hôm nay sẽ hơi chậm, nó có một nhịp chỉnh lại này, thì đối với bản thân em kỳ vọng như mấy này nó nên tích lũy lại, nên tích lũy lại nó mới có những cái dư địa mà con sóng lớn ở phía sau. Còn để mà nó chỉnh rút luôn như STB ấy, thì nhưng mà này bây giờ chị rút rồi thì nó sẽ rất là dễ giai đoạn phía sau tạo đỉnh và nó rơi đó. Cho nên chị cũng phải lưu ý ha, đôi khi điều chỉnh ấy, đối với em là tích cực, hoặc là cổ phiếu mà cân bằng lại đối với em là tích cực. Bạn có nghe em kỳ vọng nó cân bằng lại hoặc là điều chỉnh và đó tích lũy ấy, thì nó mới có những cái cơ hội để chúng ta đánh lớn ở những tỷ trọng ở giai đoạn tới nữa. Còn để mà chỉnh rút luôn ấy, thì chúng ta phải thu hẹp là cái quy mô vốn đó, càng tăng lên chúng ta phải càng hạ ra để chúng ta cơ cấu sang những dòng cổ phiếu nó mạnh hơn, nó có cái dư địa và cái biên độ lợi nhuận nó lớn hơn. Đấy, Tiên Phong Băng cũng vậy anh chị đó, nhưng cổ phiếu này không tích lũy lại nổ luôn thì chúng ta phải bỏ ha. Đấy, những phiên nổ như này khối lượng nó không được đạt lắm, cũng không phải là những điểm cho chị tham gia được đâu ha. Đấy, ai có hẹn cứ cầm thôi.
Anh Duy nói, em nói với chị những mã này có hàng cầm. Anh Duy còn nhớ là cái cách mà em phân tích cho chị mình về cổ phiếu Tiên Phong Bank không? Tại vì sao mà em phân tích nhưng mà cổ phiếu này nó sẽ có cái dư địa phía sau rất lớn đó. Thì từ những điểm break đi, nhìn đo lên xem biên độ nhận đã khoảng 27 30% mà đó. Và đây như là những mô hình gì, chị còn nhớ là mô hình VCB, mô hình thu hẹp cái biên độ tăng ấy. Đấy đấy là những lúc mà em nhìn ra được đó. Cho nên khi mà anh chị mình có kiến thức ấy, mình sẽ nhìn ra một cái cơ hội là cũng như là một cái dư địa cổ phiếu rất là lớn. Cho nên chị đừng có sợ ha đó. Vietcombank này, Vietcombank hiện tại như ấy cái mô hình phía trước là mô hình tích lũy rất là lớn. Thì hôm nay nhưng mà cổ phiếu như này nó bị chi phối là nhiều bởi nhà thầu lọc. À, họ đè giá cho cái điểm số thị trường chung thôi. Thì những cái điểm như này em cho là anh chị có thể canh lấy vị thế được này. Khi mà chúng ta lấy vị thế để mà tối ưu anh chị phải canh những cái nhịp mà nó rung lắc như này này, những vùng giá này thì chị phải lấy vị thế chứ một phần. Thì đối với chị nào mình muốn đánh vào ngân hàng mà mình chưa có danh mục cổ phiếu trong ngân hàng ở trong tài khoản á, kiểm chọn Vietcombank chính là một cổ phiếu gọi là cuối cùng, một cổ phiếu gọi là chữa cháy. Nên vì đây cũng chính là một cổ phiếu thứ cấp thôi anh chị. Những con phía trước, những con mạnh ấy, những con top 1, những con dẫn dắt là những con STB, MBB, ACB, CTG gì đấy ấy, thì nó chính là những con phía mạnh. Còn bây giờ những con phía phía sau ấy, anh chị chưa tham gia được thì có thể vào lấy trước Vietcombank, lấy trước một phần để đấy đó, khi nào nó nổ vượt đỉnh thì gia tăng sau đó. Tôi nhìn chung thấy cái dư địa của nó mô hình tích lũy cũng khá là lớn ha. Đấy. Cho nên anh chị cứ lấy vị thế trước thôi đó, đừng có sợ. Anh chị lấy vị thế mình đừng có sợ trường hợp xấu á, hiện về lỗ 400 cắt nữa 800 cắt hết, nhưng mà anh chị không dám mua cổ phiếu nổ luôn là mình sẽ đánh mất rất nhiều cái cơ hội ha đó. Cho nên khi mà chúng ta mua cổ phiếu đúng sai đối với em không quan trọng đâu, thật sự quan trọng là gì, khi mà cổ phiếu đúng chúng ta sẽ gia tăng tối đa hóa lợi nhuận, còn sai chúng ta cắt. Thị trường chứng khoán cho chúng ta cắt lỗ đúng không chị đó, cho chúng ta cắt lỗ mà, thì việc gì anh chị phải sợ đó. Rất nhiều người đã lo sợ thị trường, lo sợ về dòng vốn không dám tham gia, thì bây giờ nó tăng lên một cây 9%, anh chị mình làm gì vậy, ngồi nhìn thôi chứ có dám mua đâu đúng không, đó là như thế ha. Đấy thì đó là cái mặt bằng chung dòng ngân hàng, thì nó không còn những cái điểm cho chị mình tham gia. Tiếp theo là cái dòng cổ phiếu dòng dầu khí. Dòng dầu khí là cái dòng mà rất nhiều người đã rất chán nản với dòng cổ phiếu này, nhưng mà ở một góc độ phân tích của em á, em đã phân tích cho chị rất kỹ, phân tích nó rất kỹ đó. Những cái kiểu cổ phiếu mà nó đã rách cái mô hình downtrend, khi mà tôi đi lại một cái nhịp nổ sau một cái nhịp mà rách mô hình downtrend á, thì cái phiên mới xấu chính là cái điểm mà chị phải lấy vị thế được đó, lấy vị thế được. Nhưng mà này à, đấy chính là dòng cổ phiếu dầu khí á, đó là những cụ điểm mua mà trễ. Còn những điểm mua sớm ấy chính là cái lúc mà anh chị thấy không, cái quá trình nó test lại này, test lại này kẹn cung này đó. Quan trọng nhất là yếu tố gì, khi mà cổ phiếu trước khi mà cổ phiếu đi lên á, nó sẽ thường có những cái nhịp mà nó test đi test lại rất nhiều lần, nó rũ bỏ rất nhiều lần, rũ bỏ những cái sự đu bám của những chị nhà đầu tư đó. Những chị mình thấy cổ phiếu à, vừa tăng lên một cây mà giảm lại hai ba cây, lúc đầu tâm lý chị mình lo sợ đó, tại vì chị mình nhìn bảng giá mà, lúc đó chị sẽ cảm thấy rất là chán đúng không. Nhưng ngược lại chị không nhìn, khi mà chúng ta nhìn phân tích vào những cái biểu đồ này, đối với em á, trong phiên giao dịch chỉ nhìn biểu đồ thôi đó. Khi mà chị nhìn biểu đồ mình thấy à, những gì mà nó rũ lại này, khối lượng khắp này đó, thì hầu hết là rũ bỏ sự đu bám của những chị nhà đầu tư cá nhân chứ không phải là những sự khó khăn của tổ chức. Thì đó chính là những lúc mà em kiến nghị cho chị mình mua đó, những vùng giá bao nhiêu, qua những vùng giá 21 22 em cho chị mua rất nhiều, mua rất nhiều đúng không đó. Thì bây giờ chị mình thấy không, cái thành quả của chị mình rất lớn rồi, nó rất lớn đấy. Dòng dầu khí chính là cái dòng mà em nói rất nhiều lần. Còn bây giờ để mà tìm một cái điểm mở mua mới dành cho những chị vào hàng sau á, thì chúng ta phải chờ, phải chờ cái gì mà cổ phiếu nó có một cái gì giai đoạn mà nó tái cái đi lại, thì nó mới có những cái yếu tố mà cho chị mình tham gia ở phía sau qua đấy. Còn bây giờ thôi, anh chị nó không tham gia được thì phải chờ thôi, và cái dư liệu những cái này em còn thấy còn rất là lớn ha. Cho nên chị mình cứ chờ, cứ chờ, nhưng cổ phiếu này sẽ không chạy luôn đâu, nó sẽ tích lũy lại, nó đánh tiếp ha đó. Đó gọi là cái mô hình gì, tích lũy lại một cái nền phía trên. Và hôm nay chính là một cái phiên mà nào con BVS ấy, nó đã bứt phá mô hình rồi anh chị, một phiên bứt phá mô hình này đó, một điểm break này, vì cái mức đóng giá đóng cửa ngày nay cao nhất trong cái quá trình giao dịch trước đó đấy. Tiếp theo là cổ phiếu BSR cũng chính là mà cổ phiếu mà em đã đưa những cái điểm cho chị tham gia. Đây là một cái phiên test cung đúng không anh chị, thấy không, rất rõ ràng đây là phiên test cung này đấy. Và những cái hợp test cung ấy chính là những cái hợp mà xác nhận điểm chạy của cổ phiếu test cung này đó, khối lượng khắp này, rất rõ ràng đúng không, đó chính là cái điểm mà chị mình lấy vị hay chưa đó. Còn hôm nay chính là những điểm mà chị mình cứ chờ đi, cổ phiếu đang gặp lại kháng cự này, thì những nhịp mà nó tích lại qua những lần kháng cự đây một nhịp thì sẽ có một nhịp bứt phá tiếp theo đó. Và cổ phiếu của dòng dầu khí ấy, anh chị nào mình chưa biết lý do vì sao mà ngày hôm nay nó tăng thì mình thử mình về mình xem lại cái video cuối tuần của em ha. Thì em đã phân tích rất kỳ đó, thậm chí trong cái logo này em đã để cái hình của con BVS này đấy. Thì chị cứ xem lại, em xác định cái cách để cho chị mình xác nhận được cái sóng dòng đâu là cái dòng mà nó có dư địa lớn. Tại vì những mà cổ phiếu như dòng dầu khí khi nó nổ chị phải kỳ vọng nó lên 20 30 40% là bình thường đó. Tại vì đó chính là những cái mô hình và những cái dư địa cổ phiếu còn rất lớn. Như thế nào mô hình gì kỹ nền vũ này đó, đây mô hình kỹ nền vũ này. Và nhiều chị mình lo sợ về cổ phiếu dòng dầu khí, có những lúc mà em lên em phân tích dòng dầu khí em đưa những điểm cho chị mình tham gia thì nhiều anh chị nhà tôi mình cũng vào mình nói là cổ phiếu đâu chen mà em lại đưa cho chị tham gia lùa gà đấy. Thì giờ anh chị thấy thành quả không, nhưng cổ phiếu này mang được những biên độ lợi nhuận rất lớn dành cho những chị mình vào hàng sau đấy. Thì những chị nào không tham gia được cái dòng ngân hàng
thì mình đã đưa những cái điểm kiến nghị cho anh chị tham gia lại cái dòng dầu khí đó. Thì bây giờ cái total lại thì vẫn lãi, đấy là cái thành công của anh chị. Tôi khi chị không phải kỳ vọng quá nhiều ha, và cái dòng dầu khí khi nó vào sóng sẽ đánh rất mạnh nha anh chị đó. Và em đã trải qua những con sóng của dòng dầu khí, em đã biết, anh chị thấy con sóng dòng dầu khí trong quá khứ những cái năm mà 2018 này, một con sóng dầu khí đánh rất ghê nha, hoặc là trong quá khứ năm 2014 này, đó thì hiện tại cũng là một cái kỷ niệm về 4 năm đúng không, bao nhiêu anh chị, 2014, 2018, 2021, 2022 thì nó rơi khoảng chu kỳ là khoảng 3 đến 4 năm đấy. Thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng cái nhịp dòng dầu khí nó đánh bứt bứt tốc ha đó. Cho nên khi mà có cơ hội thì chị cứ mua đi, cứ mua trước cái đã, đừng có sợ sai chắc. Còn bây giờ không mua bây giờ cũng phải nó nổ, chỉ ngồi nhìn nó chứ rất khó để mua vào ha. Đấy, BVT này thì kỳ vọng những con này nó gặp kháng cự, nó tích lũy lại đây thì mình sẽ hướng dẫn cho chị đánh ha. Đó, và đây mô hình thì vai đầu này, vai ngược này đó, thì nó cần tích lũy qua bên phải là mình sẽ có một cái nhịp mà mình đánh với dòng dầu khí dần tới ha. Thì anh chị nào mua rồi á thì cứ yên tâm đừng có sợ. Còn những chị nào đang cầm tiền muốn tham gia dòng dầu khí á thì phải follow theo những kênh YouTube của em ở giai đoạn tiếp theo. Khi một cổ phiếu đạt là những điểm mua ở nhịp một cái nhịp số 2 á thì sẽ hướng dẫn nhịp mua ở nhịp số 2. Còn bây giờ thì nhịp số 1 cũng đã qua rồi ha. Đó. Lấy MVD cũng đã qua rồi anh chị. Đó. Đấy. Em nói chị mình cơ hội ở thị trường chứng khoán á nó có rất là nhiều. Nhưng cái quan trọng là chị mình có đủ kiến thức, đủ cái sự nhận biết để mình bắt những cơ hội đó hay không ha. Đó là yếu tố quan trọng. Đó. Và anh chị nào cầm tiền thì một chút nữa em sẽ có một mã cổ phiếu cho anh chị tham gia, một mã chữa cháy thôi, một mã chữa cháy cho tiền mua thôi, tại vì mình không mua được những mã khác á, thì đây có thể gọi là một cổ phiếu anh chị tham gia được, tại vì em đo là cái biên độ rủi ro nó còn thấp ấy, bên lợi ích còn yếu chị, quay quá trình này nó phân phích và nó bị giao dịch của cái quỹ nhiều quá đó. Bên lợi sơn có hồi phục này, hồi phục hơi chiến nhật mà bằng chung ấy, mạnh nhất trong cái dòng dầu khí ấy, chính là con BVS ha, BVS và BR đó. Thì đó chính là hai mã cổ phiếu mà em nắm đầu tiên. Khi chúng ta đánh một cái dòng chúng ta phải nắm hai con mạnh nhất để chúng ta đánh đầu tiên ha. Đấy. Nhưng mà những mà cổ phiếu phía sau ấy nó cũng sẽ vẫn có những sự hồi phục khi mà một cái sóng dòng đi lên, tiếp theo dòng hồi STB là những cổ phiếu mạnh nhất dòng ngân hàng này đó, tức công băng này. Nhưng mà những con phía sau là con gì mà SB đúng không, chị thấy những con này cũng vẫn tăng đó, anh chị tắm phía sau AB này vẫn tăng, ABB hả à, mấy con này nó cũng vẫn tăng đấy. Cho nên khi một cái sóng dòng đi lên thì nó sẽ có tăng đồng loạt, nhưng những con mạnh nhất sẽ là những con chạy trước, những con thứ cấp là những con chạy phía sau đó. Bất ngờ quá đẹp, quá tuyệt vời, phiên nổ lượng lớn, dòng tiền lớn mà như thế nào. Đây là cái phiên breakout này, dòng tiền của tổ chức, dòng tiền của đội lái. Họ đã đổ vào tham gia cổ phiếu rồi. Đó, thì cái vị chị nắm giữ cứ yên tâm thôi. Tại vì chị biết khi mà một cổ phiếu muốn tăng ấy thì nó phải có cái dòng tiền lớn đổ vào tham gia. Tại vì em biết cái gì vừa rồi anh chị mình nắm giữ con BR này, mình sẽ cảm thấy rất chán. Đó, anh chị mình còn muốn bán mà đúng không? Những nhịp nó rủ lại giảm này là anh chị mình còn muốn bán mà. Thì tại sao lại có một ông nào đó, ông lại đổ một cái phiên dịch 35 triệu cổ phiếu chấm một cái mức giá 17 thì tầm khoảng đến 500-600 triệu cổ phiếu, 500-600 tỷ ấy. Đối với nhưng mà cổ phiếu BR ông lại đổ vào tham gia đó, thì anh chị mình có đặt ra một dấu chấm hỏi không, dòng tiền nào lại đổ vào tham gia cổ phiếu trong khi tâm lý giao dịch của nhỏ lẻ mình đang rất chán nản. Đó là quá trình giao dịch của đội lái anh chị, tổ chức họ khu mua, họ gom đủ những cái lượng hàng ấy. Thì bây giờ cái việc mà họ đánh lên là việc hết sức bình thường đó. Bắt đầu tối nay là anh chị mình thấy những tin tức tốt về dòng dầu khí nó ra này nha. Đấy, bắt đầu tin tức tốt về dầu khí là doanh nghiệp làm ăn thế này kia, giá dầu thế giới này kia, là bắt đầu cái tâm lý ngày mai của nhau lẻ mình lao vào mua đuổi đó. Thì đó là như thế ấy, đó là cái chu kỳ vận động trên thị trường này đó. Thì đó là mặt bằng chung dầu khí. Anh chị thấy con ôi không, ôi nó cũng tăng rất tốt lượng vào này ấy, thì con ôi nó sẽ chạy tương tự như là con BR đó. Thì anh chị là cứ nắm, nhưng mà này cứ yên tâm thôi, quá tuyệt vời, cái đầu xấu luôn đó. Tiếp theo là dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán cũng chính là những cái dòng mà thực sự ngày hôm nay nó tăng rất mạnh mẽ. Anh chị thấy không, tuy thị trường chung tăng có 7 điểm, tăng có 8 điểm, nhưng mà bản chất bên trong nhiều dòng cổ phiếu nó tăng chậm, nó tăng 7%, nó tăng 10%, rất tốt đúng không? Đó, VND là cổ phiếu đầu tiên, một phiên mà nó tăng 8%, nhưng mà khối lượng đây không có đạt cái gì. Một phiên bùng nổ phải đi kèm một khối lượng lớn thì nó mới đạt ha. Đấy, những phiên mà khối lượng không đạt như thế này nó chỉ phù hợp với tôi chỉ mình cầm hàng thôi ha. Đó, cầm hàng muốn chốt thì chốt. Đó, tăng mà nổ ấy, phải như VCI em mới đánh giá này. VCI cũng chính là cổ phiếu mà video cuối tuần, đúng không? Video cuối tuần em đã kiến nghị cho chị mình mua dòng chứng khoán. Nếu muốn mua thì hãy mua VCI. Tại vì thứ nhất, mô hình phía dưới là mô hình tích lũy lớn. Thứ hai, cổ phiếu tăng lên có một cái nền tích lũy lại. Anh chị thấy không? Khi mà cổ phiếu cân bằng lại mới hướng dẫn cho chị mua, mua vào là cổ phiếu chạy ngay. Mua vào là chạy ngay. Đó mới là những điểm mua nó kỹ thuật. Những điểm mua là cổ phiếu phải tăng. Đó, nó như thế à. Còn nếu chị nào mua quá sớm đi, em nói chị mua quá sớm mấy ngày 17 tháng 5 á, mua cái điểm này này. Mặc dù bây giờ chị vẫn lại, nhưng mà chúng ta mất khoảng 2, 4, 6, 8, 10 phiên, khoảng 2 tuần để chúng ta chờ đợi. Trong khi đó, có khi anh chị mình chờ đợi được, có khi anh chị thấy chán lại bán ra. Đó, còn bây giờ anh chị thấy không? Cổ phiếu tăng rất tuyệt vời. Đó, chị cứ cầm thôi. Khi cổ phiếu đã nổi như thế này, không còn điểm mua, điểm mua chỉ phù hợp với những video mà em đã phân tích cho anh chị mình trong video chủ nhật. Thì hôm nay, những cái điểm mua cho anh chị mình ha. Đấy, SSI, cổ phiếu vẫn tăng, một phiên gần chậm.
nhưng mà volume không có đạt. Thì đâu đó dùng chứng khoán hay mấy con VCI là cổ phiếu tăng mà nó có volume thì cái ưu điểm phía sau ấy, nhưng mà cổ phiếu này cái kéo lên 90 là bình thường đúng không? Vì mình cứ nắm thôi, cứ nắm cho những cái target mà 90 thôi đó, yên tâm ha. Đấy, BMS, MBS thì đây là một cái phiên tăng có volume vào, thì đây mới chính là những phiên mà nó tăng nó bền anh chị đó. Khi mà cổ phiếu bùng nổ ấy, nó phải có khối lượng, phải có dòng tiền vào đánh, và chị thấy là vận động và khối lượng sẽ ảnh hưởng đến vận động về giá đó. Cho nên khi mà cái vận động khối lượng tăng ấy, thì nó phải kèm theo giá gia tăng, nó là một cái phiên an toàn ha. Đấy, HCM này đúng không, HCM phiên nổ rất tốt anh chị em, cái nền cổ phiếu tích lũy đó. Chị thấy không, khi mà chúng ta tham gia cổ phiếu ấy, anh chị đừng có sợ bỏ lỡ cơ hội đó. Đây những cái nền cổ phiếu tích lũy nền một này, nó đây tích lũy là cái nền số 2 này đó. Những điểm mà chị tham gia rất là tuyệt vời đúng không, phiên bùng nổ đúng không, nhưng cổ phiếu HCM đấy, một phiên test cung anh chị em, kỹ thuật rất hay ha. Một phiên con supply nè, test cung nè, đáy một nè, quay về test đáy cho một biên độ tích lũy đó. Anh chị thấy xác suất mà chị mang về được biên độ lợi nhuận là rất lớn luôn. Hầu như là những cái biển, những cái phiên sâu, những phiên test cung ấy, thì 80% là những cái phiên bùng nổ đó, nó là như thế ha. Đấy, FTS này, đây những con chứng khoán ở phía sau cũng chạy rất là mạnh ha đó, thậm chí tăng trần phiên sáng luôn ấy. Đấy, nói chung là xin chúc mừng anh chị mình thôi từ bây giờ. Nhưng mà cổ phiếu anh chị nắm giữ ấy, thì tài khoản hầu như anh chị mình chỉ cần anh chị mua cổ phiếu thôi, mua dòng chứng khoán, dòng ngân hàng, dòng dầu khí, dòng thép, dòng từ lơ đó là anh chị mình lãi cả đó. Chứ anh chị mình không cầm tiền thôi, cầm tiền thì nó mất cơ hội chi phí ha. Đấy, một là anh chị mình không tham gia phải nhưng mà cổ phiếu đâu chen ha đó, nhưng mà tiếp này XL này, nhưng mà cổ phiếu đi ra là xa ha, và chúng ta chưa biết bao giờ nó mới vào những phần chen trở lại đó. Đâu đó có long hậu anh chị, dễ long hậu không, một phiên tết cung nè, phiên tết cung nè, phiên nay nổ 300 đó, rất là tốt ha. Nhưng mà khối lượng nổi thì em đánh giá chưa đẹp lắm. Tiếp theo mình sẽ nói với nhau về cái dòng cổ phiếu dòng bất động sản. Thì dòng bất động sản ngày hôm nay á, chúng ta nhìn sơ lược thôi ha. Đấy, để xem những cổ phiếu nào có điểm mua em sẽ hướng dẫn em dừng lại cho chị mình mua. Nhưng mà cổ phiếu đó, con sale ngày hôm nay cũng có phiên nổ này, chuyện phiên nổ khối lượng tốt này. Thì chúng ta sẽ quan sát lại một nhịp phía sau nó tích lũy lại cân bằng ấy. Một cái nền mà nó tăng lên ấy, thì chúng ta sẽ đánh ha. Đó. Nó tương tự như BBS ấy chị, tức là sau cái quá trình mà cổ phiếu nó tạo đáy đi. Sau quá trình cổ phiếu tạo đáy mà cổ phiếu tích lũy làm cái nền phía trên như thế này á, là cái lúc anh chị mua. Đó, cái tích lũy làm phía trên là lúc anh chị mua. Đó, chúng ta phải mua một cái nền nó hướng lên nha. Chứ đừng bao giờ anh chị mình kèn mua giá rẻ. Mua giá rẻ ngày nay ngày mai sẽ có giá rẻ hơn đó, cho nên chúng ta đừng có mua giá mà nghĩ kèn rẻ thì mua nó sẽ có lãi, không có anh chị. Xu thế bây giờ xu thế mua giá đắt để bán giá đắt hơn đó. Đích đây, đích kiện chị có hàng cứ cầm thôi, thì bây giờ nó khả năng sẽ tạo một cái nền tích lũy lên số 2 ở đây ha đó. Đến giờ này nổ luôn này đó, nhưng mà cổ phiếu này bây giờ nổ luôn thì sẽ không có điểm mua, cho nên chúng ta phải chờ. Nếu như mà có một nhịp tích lũy lại sẽ hướng dẫn cho chị mình đánh đó. Tương tự như thế là Khang Điền anh chị thấy không, thường cổ phiếu nổ này như đoạn này là vậy mà em thấy cổ phiếu nó nổ nhưng mà em không tham gia được. Nhưng mà Khang Điền khi nó tích lũy một cái nền số 2 đây thì chúng ta sẽ đánh một nhịp nền số 2 đó, nó như thế ha. Còn khi mà chị thấy mình mua đuổi những phiên này đi, mình sẽ mất một cái khoảng thời gian mình chờ đợi rất lâu đó. Chị thấy một phiên tăng trần này mình lao mua đuổi đi, mình sẽ mất một cái khoảng 2-3 tuần mình chờ đợi cho cái nhịp nó tích lũy, thì nó sẽ mất rất nhiều cái chi phí cơ hội. Ngược lại có những nhịp nó rủ ấy, nó chỉnh xuống ấy, nhiều lúc chị mình sợ bán ra lại mất hàng đó, nó là như thế ha. Cho nên khi mà mua cổ phiếu ấy, phải chờ những điểm cổ phiếu cân bằng tích lũy lại mới mua được ha. Đấy, các đề sơ này, con này chạy rất là bức ha. Phải nói chị mình cái sóng dòng bất động sản ấy, nó đang vào sóng bất động sản mà đó, nên chị thấy là cái dòng bây giờ nó đánh rất là quyết liệt ha, dòng nào cũng chạy âm ầm. Quan trọng là chị mình phải mua đúng cổ phiếu đó. À, đô HNG anh chị mình chờ ha, tích lũy được đây là 2-4-5 phiên này, có lượng đây chưa kiệt lắm nè, anh chị cứ chờ có lượng kiệt em sẽ hướng dẫn anh chị mình đánh. Đấy đó, chúng ta lướt nhanh thôi, nhưng mà cổ phiếu như Lam Long này không anh chị thấy không, cũng đang có những cái xu thế mà tích lũy lại nè đó, chúng ta cứ chờ ha. Đấy, đó là dòng bất động sản. Và tại vì sao mà dòng bất động sản em chỉ focus vào nhưng mà cổ phiếu như Đất Xanh hay là những cổ phiếu như Hàng Điền, thì nó là những cổ phiếu kênh trên xu hướng lên. Còn chị thấy là tuy dòng bất động sản nó có nổ ấy, tuy giờ nó có nổ ấy, nhưng mà con nào kênh dưới nó sẽ chạy rất là chậm, như thế không, con Hà Đô này nhìn bé cơ là biết kênh dưới nó chạy rất là chậm mà đó. Nhưng mà do những cổ phiếu như Đất Xanh này, cái nền tích lũy này, như thế không, nền tích lũy phía trên này đó, cho nên lúc nào chúng ta đánh cổ phiếu ấy, chúng ta phải đánh cái nền cổ phiếu ở phía trên đó, kênh trên xu hướng lên là đánh, kênh trên xu hướng lên là đánh, đơn giản như thế ha. Đó, tiếp theo là cái dòng cổ phiếu dòng phân bón và dòng thép. Nam Kim, Nam Kim là cổ phiếu ngày qua cũng hướng dẫn cái trình mua này đó, những điểm tích cung sẽ ngày nay nổ đấy, rất tuyệt vời. Nhưng mà cổ phiếu Nam Kim ha, HSG bản tăng thì hôm nay HBG nó có những cái thông tin mà nó chi cổ tức đúng không, thì chị thấy cái quá trình giao dịch ngày nay 60 triệu cổ phiếu đó, thì sau một cái nhịp mà nó chi cổ tức ấy, cái mức giá nó bị chiết khấu về những vùng 49 đó, thì bây giờ nó có một cái lực cầu rất lớn để tham gia vào bắt, nhưng mà cổ phiếu giá rẻ ha. Đấy, thì đối với những chị nào muốn mua nhưng mà cổ phiếu này thì chúng ta phải chờ thôi anh chị, còn phải chờ cái nhịp. Mà nếu như mà sau một cái quá trình mà nó chi cổ tức ấy, mà nó cân bằng lại thì chị sẽ mua nhịp phía sau qua. Đấy, và chị thấy là khi mà chúng ta mua cổ phiếu, nếu như mà chị mua cổ phiếu mà ăn cổ tức ấy, thì chúng ta phải có một cái mức giá nó tốt,
thì đó anh chị mới ăn cổ tức được. Còn những chị mua những điểm mua như hôm trước là mua giá 65 67 mà đang cổ tức bây giờ mức giá chiết khấu về lại qua những giá 52 anh chị sẽ lỗ rất nặng ha. Đó, và trong khi đó anh chị mình chờ một cái phần cổ tức về cái thời gian rất là lâu đó và chưa biết là cái ngày cổ tức về nó sẽ như thế nào cả. Đấy, cho nên đó là những cái điểm lợi và điểm hại của cổ tức thì nó sẽ tùy vào cái giá mua của anh chị mình nữa, đúng không? Đấy, con này nhìn chung yếu anh chị, nhưng mà cổ phiếu của dòng ngắn bó ấy, nó còn yếu đó, nhưng mà cũng đang một cái nền phía dưới thì chúng ta phải chờ thôi đó. Đôi anh chị mình sẽ chưa quan sát vội như cái này đâu, có chùm mà test lỗ lượng lớn như này không đạt ha. Đấy, tiếp theo như thấy cái dòng bán lẻ và dòng trụ thì mặt bằng chung của dòng bán lẻ và dòng trụ ấy, chính là cái dòng nó kìm hãm sự tăng giá của dòng chung này rất nhiều đó. Thứ nhất VRE thì các cái trung tâm thương mại nó đóng ấy, thì những một cổ phiếu như là VRE nó bị ảnh hưởng khá là nhiều quá, thì đó chính là những cái tâm lý giao dịch mà nhà đầu tư họ lo sợ họ bán ra thôi. Nhưng đối với em ấy, một phiên ngày hôm nay là một phiên rất đẹp của VRE nha, rất đẹp của VRE đấy, rất đẹp. Lý do vì sao? Thứ nhất, cổ phiếu có một cái nền, có một cái đáy số 1. Đây những phiên stopping volume 3, phiên hấp thụ khối lượng rất lớn, dòng tiền của tổ chức họ đã sẵn sàng họ đổ vào hấp thụ rồi. Một cái gì mà cổ phiếu tăng lên á, và em nói với chị vì sao mà anh chị mình muốn mua cổ phiếu như VRE thì phải chờ nó cân bằng tích lũy lại mới mua. Còn khi mà anh chị mua quá sớm đi, em sẽ rất là dễ bị rủ lại nhịp nữa. Thì đây gọi là cái nhịp mà test đáy thôi anh chị. Đây là cái nhịp test đáy của VRE thôi ha. Đó. Và nếu như anh chị nào mà muốn bắt đáy á, muốn bắt đáy nha, lưu ý nha, bắt đáy cái rủi ro sẽ rất là cao, nhưng mà cái biên độ lợi nhuận sẽ họ đang. Nhưng anh chị nào muốn bắt đáy ấy, thì canh bắt con VRE khi mà ngày mai phiên sáng nó có thể về nó test đáy 29 quanh những vùng giá 29 thì chị canh bắt trước 30% thôi. Bắt đáy là gì? Là anh chị sẽ trích một cái phần tiền lãi của nhưng mà cổ phiếu điện vừa rồi mình tham gia. Ví dụ anh chị mua STB là Techcombank mở bên mình lãi á, thì giờ mình trích nó khoảng 30% thôi. Ví dụ mình lãi mình mua cổ phiếu đấy mình lãi 500 triệu đi, mình trích 30%, trích khoảng 150 thôi, trích 150 triệu ra mình đánh mình bắt đáy. Nhưng mà cổ phiếu này hẹn về lãi lỗ gì cũng bán đó, bắt đáy đó. Nhưng cổ phiếu mà khi mà bắt phải có kỳ hợp và quá trình là tạo đáy một nè, hồi phục nè, test đáy nè, test đáy khối lượng thấp hơn một cái phiên nó giảm phía trước, thì đây là một cái nhịp mà nó rũ bỏ rất nhiều sự đu bám nhà đầu tư anh chị. Vậy mấy đây là một phiên test rất là ok đấy đối với em á, ai sợ thì bán á. Nhưng mà đối với em đây là một cái phiên mà bắt đánh giá là nếu như muốn bắt đáy thì được, thì được ha. Đó, sai cắt đúng không? Đó, tương tự như Vinamilk ấy đấy chị ấy, tương tự như Vinamilk ấy, cái nhịp anh chị thấy không, nổ lên là nhiều chị đu vào nó rũ là nhịp nó bán sạch, nhưng mà cái nhịp rũ lại có lượng thấp, rũ lại có lượng thấp thấp hơn cái đáy số 1 thì đó là một nhịp test đáy thành công ha. Đó, cho nên chị đừng có sợ. Chị bắt đáy em cái con Vinamilk này giá 87 đi, không hôm trước mình lên được 90 94 92 để em bán ha, mình chốt ăn được 4 năm giá nó cũng ok, 4 500 thì bây giờ em cũng tương tự đó. Nếu như ai cầm tiền muốn bắt á thì canh bắt mà này, còn ai có lãi muốn bắt á thì có thể canh bắt nhưng mà này đó. Còn đối với em một điểm mua đang an toàn á thì phải chờ xong cái quá trình nó tạo đáy đi, test đáy hai đi, hồi phục lên này quanh những giá 31 32 á mà nó tích lại á, có lượng càng kỳ đây mới chính là một cái nhịp nó vào sóng chính đó. Đó, khi mà cổ phiếu vào sóng chính chúng ta mới đánh, đấy đánh lớn. Còn bây giờ để đánh đánh vui vẻ thôi. Vinamilk hiện tại giờ thấy thị trường chung đè, nhưng mà chủ như Vinamilk nó vẫn giữ trận rất tốt luôn, tại vì nó xong quá trình test đáy anh chị, test một và test này, bây giờ nó hồi phục cân bằng lên này. Đó, đây tôi đi lại nha, và cái mô hình tích lũy của nó mà đạt là chúng ta sẽ đánh. Nhưng mà cổ phiếu này giai đoạn tới ha, nhưng cứ chờ thôi, cứ chờ đi. Đó, vít này càng giảm chị không? Hôm trước anh chị là còn nhớ với em không? Đây chính là những cái nền mà em kiến nghị cho chị mua nè, em kiến nghị cho chị mua, trong VIP của em cũng mua. Nhưng mà khi hẹn tới ba về nó cũng vùng giá 25 á là tụi em phải cắt, cũng vùng giá 24 25 á là em phải cắt ngay đó. Cho nên khi mà chúng ta mua cổ phiếu á, cái mùng tích lũy chúng ta lấy gì hết, em lấy cái 30% mà khi mà cổ phiếu về nó xấu á thì chúng ta cắt đó. Nếu như mà chị ta không cắt á, bây giờ về vùng giá 17 thì anh chị mình sẽ lỗ cực kỳ nặng, vì đó gì sẽ kẹp hàng và mất những chi phí cơ hội rất lớn. Cho nên đó với em, khi mua cổ phiếu á, đúng sai không quan trọng, đúng sai không quan trọng, nhưng đạt những điều kiện mua là phải mua, sai thì phải cắt 4% cắt, nửa 8% cắt hết đó, lưu ý ha. Đấy, cho nên phương pháp đầu tư của em ấy, nó rất là thoải mái như thế à, đừng có sợ sọt, đừng có sợ lỗ gì, đừng có sợ sai, đúng không? Như anh chị mình tham gia bị rồi mình nghĩ là mua mã nào phải lãi, mua mã nào phải lãi cho anh, mua mã nào phải lãi cho chị, thì nó không có anh chị, sai thì phải cắt, phải hạ ra đó. Đối với em mua 10 mã lãi 7 mã, sai 3 mã total lãi là thành công đó. Vinhome ấy, Vinhome nhưng mà cổ phiếu này nó bị đè trụ anh chị ha, nhưng có khối lượng đè em phải là quá lớn chị không phải quá ngại ha. Những chị nào đang có hàng thì em cho là anh chị mình cứ cầm, còn những chị nào muốn bắt ấy, thì khi mà cổ phiếu này mà nó giảm về lại quanh những vùng như 100 test về lại 100 thì chị bắt. Còn hiện tại chị cứ chờ thêm thôi, nhưng mà cổ phiếu này như hầu như nó cũng chưa đạt những điều kiện cho chị tham gia được đó, thì chị cứ chờ thêm một chút nữa ha. Đấy, vậy em thấy được cái dư địa của, nhưng mà cổ phiếu này có mô hình nó tích lũy nào rất là lớn ha. Đó, cho nên chúng ta cứ chờ nó giảm 100 thì chị phải cam mình bắt và lấy vị hơi trước bỏ túi. Đấy, SAB này đó, Binz cổ phiếu này cái nền nó lỏng quá chị đó, cái nền nó hơi lỏng á, ngày hôm nay nó cũng bị đè khá là nhiều. Bởi kép G là cổ phiếu này thấy giảm rất nặng luôn, chị thấy giảm khối lượng lớn á,
Đấy, thì cổ phiếu này nó cũng không an toàn lắm ha. Đấy, một cái gì nó test lại rồi. Đây là những cái vùng hỗ trợ cứng nha. Thì những chị nào mình còn đang nắm giữ thì em cho là mình cứ cầm được. Tại vì cổ phiếu nó test về này, một nhịp rũ này. Mà anh chị thấy nhịp rũ quyết liệt không? Rũ về lại đâu? Rũ về hỗ trợ trước. Đó. Nhưng mà khối lượng này cũng thuộc dạng khối lượng cũng tương đối nha, không phải là nhỏ đâu. Đó, cho nên chị cứ chờ thôi. Khi mà cổ phiếu này mà test đáy nó không khủng đáy thì cái nhịp mà nó hồi phục lên phía sau chính là lúc mà chị mình đánh nha. Chứ là lúc mình đánh mình phải đánh sâu nhịp chỉnh. Nhìn thấy tương tự như đất xanh không? Tương tự như đất xanh chị, một nhịp rũ phía trước nè, một nhịp rũ phía trước nè, cho nó cổ phiếu hồi nữa nè, nó rũ là nhịp, rũ về đâu sẽ rũ về là những vùng hỗ trợ. Nếu như mà nó rũ là những vùng hỗ trợ nó không khủng thì cổ phiếu sẽ bước vào nhịp tăng chính. Đó, tương tự như thế mà biết độ tương tự, cho nên chị mình đừng có sợ. Hai chị, anh chị đang nắm cổ phiếu này thì mình phải quan sát thêm mấy ngày mai nha. Từ đây chính là những vùng hỗ trợ cổ phiếu này đó. Nếu như mà nó test lại khối lượng thấp, ngày mai cần một phiên khối lượng thấp hơn thì em cho là ok đó. Còn nếu như mà nó test lại khối lượng lớn, lượng lớn ở phiên ngày hôm nay mà nó khủng luôn thì phải canh hạ ra đó. Nói như thế nha. Masan là một cổ phiếu tuy là hôm nay chị thấy giảm 2%, nhưng đối với em đây là một cái phiên em đánh giá khá tích cực của Masan. Một phiên như chị, phiên no supply, phiên giảm lại khối lượng thấp đấy, thì những chị nào muốn mua thì mình sẽ canh quan sát Masan vùng giá 110 này chị tham gia được này. Thứ nhất, cổ phiếu vượt đỉnh, cổ phiếu vượt đỉnh. Thứ hai, tích lũy lại rủ 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 khối lượng thấp, đó chính là những điểm khá là an toàn cho chị canh vào lấy trước một phần vị thế á. Anh chị hãy lưu ý lấy vị thế trước đấy, nên những cổ phiếu này cái dư địa phía sau nó còn rất là lớn chị, nó chưa chạy hết một cái con sóng nữa đâu đó. Cho nên nếu muốn mua thì Masan chính là cổ phiếu ai muốn tham gia thì có thể chích một phần ra lấy vị thế trước kìa đó. FPT ngày hôm thứ sáu là phiên tăng cung, em đã phân tích cho anh chị mình nhiều trong video hôm chủ nhật rồi. Hiện nay là phiên tăng tăng 3% đó, không rất tuyệt vời đó. Cho nên khi mà cơ hội nó đến ấy, thì anh chị cứ mua mình đừng có sợ ra ấy. Thì đây là phiên trước khi mà phiên tăng cung ấy, thì nó là một phiên no supply, nó kiểm tra những lượng cung cầu đó, cho thấy là cái lượng cung anh chị mình nắm giữ không bao nhiêu, em muốn chốt thì cũng đã chốt rồi đó. Thì tổ chức còn sẽ cân bằng lại, sẽ gom những lượng này đó lên tiếp. FPT anh chị không, một phiên no supply có lượng thấp này, nó tương tự như Masan ngày nay anh chị, nó tương tự như Masan nhưng mà cái nền của Masan nó đang bị đau xuống một chút thì nó không đẹp hơn. Của FPT nó vẫn giữ được cái nền tích lũy phía trên thì nó ok khá là nhiều ha đấy. Nhưng mà đối với những cổ phiếu như thế này, cổ phiếu nó supply ngày mai chị mình quan sát, ngày mai mà test cung là canh vào lấy ha, mai test cung là canh vào lấy vị thế đấy. Thì đó là qua cái dòng cổ phiếu, dòng ngân hàng, dòng bán lẻ chị ha, nó có rất là nhiều cơ hội cho chị mình tham gia đúng không đó. Còn những chị mà bây giờ mà để nói về kẹp, anh chị em thấy rất nhiều anh chị mình đang bị kẹp hàng về con HVN nha. Đó, vì mình kỳ vọng là anh chị mình sẽ nghĩ là trong tương lai là cái gì nền kinh tế sẽ hồi phục, dịch bệnh sẽ hết thì hàng không sẽ trở lại. Nhưng liệu là anh chị mình có chờ đợi được đến thời điểm đó hay không? Đến hiện tại anh chị mình đã lỗ đấy khoảng rất nặng rồi. Những chị tham gia vùng giá 30 đi, đến bây giờ lỗ đấy khoảng 15-20% mà mặc xin lỗ 30%, đánh tỷ lỗ 300 triệu đó, rất nặng nề đúng không? Nhưng liệu anh chị mình có chấp nhận mình nắm giữ đến thời điểm đó hay không, thì đó là cái phương pháp đầu tư của chị mình phải đặt lại cái dấu chấm hỏi cho mình ha. Đấy, thì video ngày hôm nay em cũng phân tích đến đây thôi đúng không, phân tích một cách sơ lược, một cách nó chi tiết hơn về những cái yếu tố sơ lược về trường chung và chi tiết về cổ phiếu để cho anh chị mình nắm bắt cho nó kỹ về những hoạt động cổ phiếu đó. Và anh chị mình sẽ nên làm gì một cái dạng tiếp theo ha đấy, và cũng chia vui với những chị mình, những chị đã mang về được những khoản lợi nhuận rất lớn trong một cái giai đoạn mà chạy nước rút của trường chung ha đấy. Thì cái video ngày hôm nay cũng đến đây thôi. Những anh chị nào mình quan tâm về cái khóa học ấy thì có thể liên hệ cho em trong cái phần mô tả của video ha đấy, trong phần mô tả có rất nhiều thông tin thì chị có thể liên hệ cho em sẽ hướng dẫn cái cách cũng như là em sẽ hướng dẫn cái liệu trình về cái khóa học để cho chị đăng ký ha đấy. Thì video ngày hôm nay cũng đến đây thôi, hẹn gặp lại anh chị mình trong cái video ngày mai á. Xin chào cả nhà, chúc anh chị mình có một buổi tối vui vẻ.